and enjoy this moment. Trong để dạy English, nhưng mà sau khi được một người cậu Katrina từ đây cháu cảm ơn cậu. Luna một tay làm các chị đã giới thiệu cái cơ hội này với Katrina, và sau khi tìm hiểu và cũng đi cũng tại cái Timothy University như vậy cách đây gần 3 năm thì Katrina đã bắt đầu với công việc này và bắt đầu với cơ hội này, thì 3 năm sau Katrina có mặt đây trước mặt tất cả các anh chị. Một lần nữa xin chào đón các chị đến với Timothy University Academy Session. Và trước khi bắt đầu đó các chị, thì Katrina hết hơi rồi. Katrina hôm nay mình rất là đặc biệt nha các anh chị nào trước khi mình bắt đầu đó, Katrina biết trong đây là có nhiều anh chị đến từ rất là xa. Các chị nào tới từ Canada? Wow, that's a lot. Các chị nào đến từ Florida? One, yes. Atlanta, Georgia, or Georgia? Con chào các chú. North Carolina. Woo! North Carolina. Yeah! Kentucky. Yeah! Washington. Woo! Tacoma, Washington. Beautiful state. Oregon. Tại vì các anh chị có mặt ở đây để mà học hỏi từ những người này, những người đã rất là thành công trong công việc này. Thì Katrina xin một phút để mà giới thiệu những người khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, cũng như những người trainer sẽ giúp cho các anh chị bắt đầu với công việc này và bắt đầu với lại cái breakout session ha. Người đầu tiên Katrina xin giới thiệu là một người Katrina nghĩ là upline của rất là nhiều người ở trong đây. Và nói chung là người này đã có thể là bắt đầu cho những anh chị em người Việt mình bắt đầu với công việc này cách đây gần 5 năm. Nếu Katrina không có lầm thì Katrina đã gặp người này cách đây 3 năm khi mà đi TU đợt đầu tiên. Tức là lần đầu tiên Katrina đi TU đã gặp người này. Và chị rất là special, tại vì mới vừa đáp xuống máy bay là ngồi chung cái xe với người này liền. Và khi đó Katrina không biết chị này là important tới cỡ nào. Thì sau khi mà tìm hiểu và gặp gỡ chị này, và chị đã chia sẻ với Katrina về cơ hội, cũng như là nói rằng là Katrina sẽ là một người rất là thành công trong công việc này nếu mà Katrina thật là work rất là hard. Thì người này đã cho Katrina được một cái giấc mơ, là một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một người nữ tướng cũng giống như chị, và có thể giúp đỡ được rất là nhiều người, nhất là những người cộng đồng người Việt Nam mình. Thì không ai xa lạ hết các anh chị, Timothy Taylor. Và đương nhiên là nếu mà em gái của chị Terry, đương nhiên là nếu mà nói tới chị Terry phải nói tới anh Ben Nguyễn và cháu Simon. Welcome chị, và thank you for being here. Yeah, thank you, thank you. Yeah, okay. Và người nữa
với một người Timberlake các anh chị đến từ Tacoma, Washington. Người này rất là đặc biệt nữa các anh chị, là người mà Katrina nghĩ rằng là đã làm việc rất là hardworking trong cái thời gian mà Katrina biết được anh ta trong mấy năm vừa lại đây. Thì đây là một người mà Katrina nghĩ rằng là có rất là nhiều người cũng không có biết nhiều về. Có nghĩa là khi mà mình nghe tới tên của người này đó, có nhiều người nói ủa người này đang ở đâu, không biết nhiều. Nhưng mà anh là một người rất là, tại vì sao các chị, tại vì anh rất là quiet. Mà những người, người ta nói sao, nếu một người im lặng á thì người ta làm nhiều, không anh chị? Cho nên là anh lên chương trình rất là nhanh trong cái thời gian rất là ngắn. Mà cái người là đặc biệt nhất nữa mà Katrina cảm thấy là có một cái inspiration cho Katrina là người này đã focus vào, có một cái sự nó là laser focus, là một cái tập trung cao độ vào cái công việc mình cần phải làm, mình cần nên làm. Và nhất là mình focus vào những cái success trip thì mình sẽ thành công với công việc này. Và người này qua 4 cái success trip đã trở thành một người Blue Diamond. Và bây giờ đã qualify cho chuyến thứ 5 và thứ 6. Thì bây giờ là qualifying Team Lee Tài Lê đến từ Washington. Tướng tài trong đây không các chị? Các chị có cảm thấy flash rồi mình có mặt ở đây để học hỏi từ những người này không? Yeah. Yeah, thank you anh Tài rất là nhiều. Tí xíu nữa các chị sẽ có cơ hội để gặp với anh Tài thêm. Thank you anh Tài. Và đương nhiên nếu nói tới Blue thì mới rồi thì mình phải nói tới Blue Diamond. Thì các chị, những ai là Blue Diamond đó, các chị nào sẽ giới thiệu tên là các chị đứng lên đây nhé. Trước hết mình có là Blue Diamond Andy Lau. Người đã giúp đỡ đội nhóm người Việt Nam mình rất là nhiều trong thời gian vừa qua. It's working! Yes! Những anh chị nào không biết anh Andy Lau, nếu mà không có anh Andy Lau thì không có anh An Nguyễn. Ok các anh chị cần nhớ là thôi ghé. Anh Andy Lau là sponsor của Team Elite An Nguyễn. Và người Blue Diamond thứ hai của chúng tôi xin giới thiệu đó là Blue Diamond Trinh Nguyễn. Người thường làm việc phi thường các anh chị, và các anh chị sẽ nghe được câu chuyện của Mở Trinh tí xíu nữa đây. Và người kế tiếp đó là Blue Diamond Linh Cao. Các chị một tràng vỗ tay thật lớn cho chị Linh. Amazing job hồi nãy ở trong phim của các chị. Nhớ tôi xem người Việt Nam của mình. Ok, và một người Blue Diamond nữa, Katrina xin mấy giới thiệu là người sponsor và cũng là cái người đã giới thiệu Katrina vào trong công việc này. Blue Diamond Thái Thắng. Ok, và ở trong đây Katrina biết là có rất là nhiều anh chị là Diamond, Emerald và cũng như là Ruby. Và đương nhiên là có rất là nhiều executive ở trong đây đúng không ạ? Thì các anh chị một tràng vỗ tay thật lớn cho tất cả các anh chị đã có mặt ở đây để tham dự cái buổi ngày hôm nay. Và để tiếp tục chương trình thì Katrina xin giới thiệu một người rất đặc biệt. Nói tới người này đó là Katrina hồi sáng các anh chị có nghe trong cái TU đó. Ông Mark Glasson nói về cái locker, nói về cái driving the line, right? Thì Katrina xin giới thiệu với các anh chị người locker trong team của Katrina, cũng là người co-MC của Katrina ngày hôm nay. Xin mời Mỹ Mỹ Đăng. Và cái này có biểu hiện là Mỹ Mỹ Đen đó chị. Cho nên là xin chào đón Mỹ Mỹ Đen trong stage. Mười phút thôi, mười giây em có thể chia sẻ với lại tất cả các anh chị background em một chút xíu. Dạ, trước hết Mỹ Đen. Em xin kính chào tất cả mọi người đã có mặt hôm nay. Rất là hân hạnh khi được đứng đây và được co-MC lại Katrina, because đối với em, chị Katrina là không những là một người đã dẫn đường cho Mỹ đi đến một cái con đường đúng, và chị cũng như là giống như một người chị mà lúc nào cũng hằng mong mơ ước hết. Thì cảm ơn Katrina rất là nhiều đã cho em có mặt trên đây. So thank you Mimi. Thì background của em thì em từ Orange County, California. Thì trước khi vào cái công việc New Skin đó, thì em đã học xong cái bằng Bachelor in Theater Art, tức là talk about stage management, là quản lý sân khấu. Thì cái đó nó không có go too well. So it's lucky, là may mắn là có một người bạn đã đến và giới thiệu cái công việc New Skin cho em.
Và lúc đầu thì nghĩ là vào công việc New Skin thì mình kiếm extra money, because cỡ tuổi em thì chỉ biết kiếm thêm tiền, xài thêm, chơi thêm thôi chứ không biết gì hết. Nhưng mà nhờ được gặp những người leaders như Katrina và những leader khác đã hướng dẫn cho em và cho em thấy được là cái công việc này không những là một cái công việc mà nó còn là một cái cơ hội mà đã và đang changing cái life của em. Yeah, so, yeah. Thank you Mimi. Một tràng pháo tay thật lớn cho cô MC Katrina là Mimi đã. Và đây bây giờ để bắt đầu chương trình các anh chị thì Katrina xin mời một người leader rất là đặc biệt lên đây để chia sẻ với các anh chị cái cơ hội kinh doanh. Và trong vòng 15 phút, các anh chị sẽ cảm nhận được là cái cơ hội này như thế nào. Những anh chị nào mà hoàn toàn mới, các anh chị có thể giơ tay Katrina được không ạ? Hoàn toàn mới, đây là lần đầu tiên, ok. Thì các anh chị trong vòng 15 phút tới, các anh chị cần phải take note, cần phải ghi xuống những gì người leader này sẽ nói. Và tại vì chị là một người đã thay đổi cuộc đời Katrina, đã giúp cho Katrina thấy được cái mục tiêu thật sự trong công việc này. Và cũng là cái người đã cho bé Mimi đặng của ta dễ thương đây một cái tên mới gọi là Mimi Đen. Và một người đã trở thành Blue Diamond trong vòng 15 tháng, các anh chị. Các chị muốn học hỏi từ người này không? Yes! Trong vòng 15 tháng trở thành Blue Diamond. Và các chị một tràng pháo tay thật lớn, tất cả anh chị đứng lên chào đón Blue Diamond lên cao! Em tên là Linh Cao, đến từ và đến từ Charlotte, North Carolina. Background của em trong ngành nail thì 25 năm rồi các anh chị. Thì đối với kinh doanh thì em rất là mê kinh doanh từ lúc còn bé. Tại hồi nhỏ thì mình ham ăn cho nên là mẹ nói lớn lên con phải làm nhiều tiền để cho con tự mua đồ ăn cho mình thôi, cháu có như chân á. Okay. Thì 7 năm vừa qua đó thì em lên với ông xã là kinh doanh qua trường. Tại vì mình thấy cái thời gian của nail nó bó buộc nhiều quá cho nên Linh kinh doanh qua trường. Thì trước khi kinh doanh lại New Skin tới Linh á, thì là Linh cũng có, thứ nhất là mình có cái kế hoạch là mình sẽ mở cái trường thứ nhì, mà cái trường này có thể lấy cái financial aid của chính phủ. Và sau khi đó thì Linh với ông xã là có cái kế hoạch mở 1,000 tiệm nail trên toàn nước Mỹ, là mở cái franchise. Thì sau khi kinh doanh New Skin tới đó thì mình thấy rằng là mình lại công ty và mình thấy cái này cái cơ hội là mình muốn nắm bắt và mình không có muốn đi chậm được. Lý do là tại vì đầu tiên trong đời Linh thấy một cái kinh doanh mà có thể cho mình, thứ nhất là một người vợ tốt hơn, làm người mẹ tốt hơn, là làm một người kinh doanh tốt hơn. Lý do tại sao? Thứ nhất, một người vợ tốt hơn là tại vì Linh thấy qua cái kinh doanh này thật sự ra ông xã của Linh không thích ngành nail. Cho nên rằng là Linh thấy cái này là có thể trong vòng 3 năm mình có thể về hưu ông xã của mình. Yes. Rồi làm sao để có thể làm mẹ tốt hơn á, là tại vì bây giờ qua cái kinh doanh này đó, mình có thể làm một lần mà mình có thể hưởng cả đời. Và sau này mình có thể toàn thời gian cho con cái của mình. Làm sao để làm một người kinh doanh tốt hơn á, là tại vì hồi đó tới giờ mình đi theo cái kinh doanh truyền thống á, là mình lúc nào cũng work hard nhưng mà mình không có work smart. Cho nên là qua đây Linh thấy cơ hội là một lần á, là mình có thể là work smart nhưng mà mình sẽ không bao giờ work hard cho tới giống như mình đi theo đuổi cái kinh doanh truyền thống nhé. Okay, so bây giờ là mình nói rằng là tại sao cái đó là cái câu chuyện của Linh. Linh có một người chồng thôi, hai đứa con. Okay. Chắc không? Và ở đây là mình nói tại sao kinh doanh, tại sao mình chọn New Skin đó anh chị. Bây giờ Linh đi sơ lược ha, là lần đầu tiên mình có thể nói làm cái BB. Thường thường mình làm những cái thuyết trình như vậy mình đi trên toàn nước Mỹ đúng không? Nhưng mà chuyến này mình oai tí xíu là mình tại vì mình xử tại công ty luôn. Cho nên thật sự mà ai không thấy công ty anh chị nhìn qua đó, cái đó là một công ty, đúng không? Và ở đây á, là mình đã nói coi công ty là trên 53 quốc gia. Và 2013 đó là công ty có 3.18 tỷ. Và công ty nằm ở trên thị trường chứng khoán, là chẳng hạn như anh chị biết Microsoft rồi Apple vân vân thì đều nằm ở trên thị trường chứng khoán, thì công ty New Skin cũng có nằm vào đó. Và công ty New Skin có 30 năm lịch sử rồi các anh chị ha. Và ở đây mình nói đi sâu vào hơn á, là tại anh chị chính mắt thấy và tai nghe rồi cho nên là Linh sẽ không có nói nhiều về công ty, nhưng mà mình sẽ đào sâu vào. Thứ nhất á, công ty New Skin nó có cái mission statement, có nghĩa rằng là cái này là mục tiêu hoặc là cái sứ mệnh của công ty á. Nó nói là our mission is to be a force for good throughout the world by empowering people to improve lives with rewarding business opportunity, innovative products and enriching uplifting culture. Cho nên cái mission, cái sứ mệnh của công ty đó, nó có vào ba cái yếu tố. Thứ nhất á, công ty lúc nào cũng gọi là
chú tâm vào cái những con người, cơ hội và sản phẩm, vào làm sao để qua con người, cơ hội, sản phẩm á, là đem những cái văn hóa đó tới những người Việt Nam mình rất rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh chị biết rằng là bây giờ có rất nhiều người thu hút vào cái kinh doanh này không phải là tại vì, có thể là vì tiền, nhưng mà nó sâu hơn vào đó nữa. Thứ nhất, những con người của công ty, những người leader, những người vice president, những người founder, là thứ nhất á, người ta có cái văn hóa rất rất là tuyệt vời. Những người triệu phú từ công ty rất là hòa đồng và rất réo để hâm mộ, là tại vì thứ nhất á, cái người ở trên đó họ làm rương. Anh chị chưa từng thấy cái người này, cái người này tên là Scott Ward, president của công ty trên North America, nhưng mà ổng đã là đưa cái số điện thoại ra cho mình. Không có một công ty nào mà cái người president đưa cái số điện thoại mình ra và nói nếu mà anh chị cần cái gì cứ gì gọi mình. Thứ nhì nữa đó, đây là Matt Hall, vice president của công ty. Khi mà lại đội nhóm người Việt Nam mình còn nhỏ, 5-70 người, hoặc là có thể là 100-200 người, ổng rất rất bận, nhưng mà ổng vẫn lợi lại đây chia sẻ ăn uống và chung với giao lưu với người Việt Nam của mình. Cái đó là người vice president của công ty, ok. Và ở đây mình nói người, đây là người founder. Ba người founder của công ty có 30 năm về trước. Thì ở đây anh chị biết á, những người đây bây giờ là người, là những làm là người từ thiện trên toàn nước Mỹ nè. Chẳng hạn như Blake Rooney và Steve Lund là những người này đã đi, gọi là đi tình nguyện, đi làm từ thiện 2 năm. Although chẳng hạn như nước Africa, nước nào mà có điều cần á, thì hai người này đều đi hết. Thì anh chị nghĩ rằng là người này không cần tiền, cũng không cần danh vọng nữa, nhưng mà người ta như vậy là tại người ta có một cái tấm lòng rất rất là tốt. Thì ở đây thêm nữa, đây là Sandy Tillotson. Và anh chị biết rằng là bà là triệu phú từ công ty. Nhưng mà ở đây đó là Derek Tillotson là con của bà. Thì con của cổ, nếu mà thật sự ra, nếu mà con của cổ đã gửi con của mình đi những cái trường private school tốt nhất trên thế giới rồi á, thì tại sao con của mình không làm những cái công việc khác, hoặc là làm coi corporate hay vân vân. Anh chị biết là Derek Tillotson làm gì không? Distributor của công ty. Cho nên nếu mà thật sự có một cái gì tốt hơn thì tại sao con của bà lại làm là distributor của công ty? Cho nên cái đó nó đấm vào cái tâm lý của Linh, nó lại nói rằng là thật sự cái cơ hội này rất rất là tốt. Cả một người triệu phú như vậy mà con bà cũng vẫn là làm distributor của công ty. Ok. Thì ở đây á, nói thêm một cái lòng từ thiện của công ty á, thì anh chị biết những cái sản phẩm ngay đây ha, là công ty cúp giúp rất rất là nhiều trẻ em về bệnh tật, hoặc là chết vì suy dinh dưỡng. Thì những cái sản phẩm này, mỗi một cái sản phẩm nó có mang tên là Epoch á, là 25 cent từ những cái sản phẩm này sẽ giúp những cái người trẻ em đó có thể có một cái cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà anh chị biết là những cái chẳng hạn như cái tiền mà để mà di chuyển thế này kia cái nọ đó là công ty New Skin hoàn toàn chịu hết 100%. Và những cái tiền gọi là từ thiện hoặc là từ cái này ra đó là sẽ chích 100% để mà giúp những trẻ em này. Cho nên cái đó là cái văn hóa thật sự của công ty. Và khi mà nói đi sâu vào hơn, anh chị biết đó, công ty có một cái luật nó rất là lạ. Những người làm cho công ty không được đi first class. Có công ty nào mới lạ vậy không? Có nghĩa rằng là khi mà mình đi chơi hoặc là mình đi một cái chuyến gì mà vô tình mình có thể ngồi kế người president, người vice president. Chẳng hạn như trong này nè, lúc đi Hawaii hay là lúc đi những cái chuyến đi khác, ông vẫn ngồi ở trong coach, chứ không được ngồi first class. Lý do là tại vì công ty New Skin họ không muốn những cái người executive or distributor hay là những người triệu phú từ công ty họ chảnh hoặc là họ nghỉ, họ bơ. Cho nên đầu tiên người ta đã làm rương, cho nên những người đây là những người lớn, những người tướng, những người president, vice president của công ty, nhưng mà họ rất rất là một người bình thường, rất là tuyệt vời. Okay. Thì trong kinh doanh gì cũng vậy trơn á, có 5 điều yếu tố quan trọng mình phải coi á. Thứ nhất, công ty phải bền vững. Thứ nhì, cái xu hướng thị trường bây giờ là cái gì và cái thời điểm là đang ở đâu. Và cái xu hướng thị trường bây giờ là không có cái gì ngoài lớn hơn cái sự xu hướng thị trường về chống lão hóa hết. Sản phẩm phải có 102 nè, khoa học phải là gọi là không có ai có hết, gọi là exclusive. Và cái chính sách trả thưởng phải làm được tiền. Nếu mà công ty tốt, xu hướng tốt mà làm không ra tiền, anh chị sao thấy nhiều người Việt Nam vậy đâu. Đúng không? Okay. Và cái sự hỗ trợ rất rất là quan trọng, là tại vì nếu anh chị có những cái sự hỗ trợ hoặc là đào tạo đó thì cái công việc mình nó sẽ suôn sẻ và nó có thể rằng là nhanh gọn, lẹ. Okay. Thì ở đây là mình nói là công ty có 30 năm rồi. Thì anh chị biết vào 1984 á, thì là công ty mới bắt đầu. Nhưng mà anh chị coi nè nhé, 2004 có nghĩa là 8 năm sau công ty mới cán mức 1 tỷ. 20 năm nhé, 20 năm sau công ty mới cán mức là 1 tỷ. Nhưng mà vào 2000
12, có nghĩa rằng là 8 năm sau công ty cán mức tử thứ nhì. Nhưng mà trọn vẹn vào 2013 thôi, anh chị thấy là công ty cán mức tỷ thứ ba. Thì là người Việt Nam của mình á, là tham gia vào rất rất nhiều trong thời điểm này. Cho nên người Việt Nam mình rất là thông minh. Dâu cái gì lên đùng nổ lên hết tí xíu. Ok. So cái đây á, là lý do tại sao mà anh chị sẽ nghe rất rất nhiều về công ty. Và anh chị biết vào 2014, 2015, 2016 đó là công ty sẽ có tăng trưởng là mỗi 1 tỷ mỗi một năm. Ok. Thì ở đây là mình nói rằng là cái đó là những cái con người từ cái văn hóa của công ty. Nhưng mà bây giờ là mình nói tới cái phần cơ hội ha. Thì cái phần cơ hội của công ty đã gọi là giúp đỡ hoặc là uyển chuyển thay đổi những cái cuộc đời của những người nào sau đây. Lý do là tại vì những người này không có ở đây á, là tại vì bây giờ có team elite trip. Cho nên những người này họ đi hưởng thụ 5-8 ngày gì đó. Ok. Cho nên là họ không có ở đây, cho nên họ do là giao lại cái chương trình này cho ban tổ chức chịu trách nhiệm. Thì đây mình gồm có chẳng hạn như thứ nhất, một trong người gọi là nữ tướng á. Ở đây là mình rất là may mắn có chị Terry Tú. Nếu không chị cũng có ở đây rồi các anh chị. Chị có thay cho nên tí không được. Và chị Terry Tú là một người, và hồi đó là background của chị trong real estate, mà chị cũng có rất nhiều kinh nghiệm về cái network marketing. Và ở đây là mình có một người khác, là một người kỹ sư tên là Điên Nguyễn, mà hiện tại bây giờ anh chị biết trong ngắn gọn 4 năm hoặc là 5 năm thôi nhé. Và bây giờ mình có hai người đã đạt được gọi là Million Dollar Circle. Có nghĩa là những anh chị này đã đạt được 1 triệu từ công ty. Anh chị nghĩ 4 năm và 5 năm từ người Việt Nam mình bắt đầu, bây giờ lại đã có hai người được là gọi là cái Million Dollar Earner. Và ở đây là mình nghe rất nhiều về anh An Nguyễn đúng không? Là một trong những người hiện tại bây giờ là ở tại nước Mỹ và có những cái hệ thống rất là hay và rất có gọi là dàn dìu dắt những người anh chị em mình ở tại Mỹ, người Việt Nam của mình. Ảnh là một chủ nhà hàng có 6 tiệm phở, một cái hệ thống rất là tuyệt vời, có 2 cái tiệm da ua, vợ làm dược sĩ. Sau khoảng chừng 3 năm rưỡi, 4 năm bây giờ dược sĩ cũng nghỉ luôn rồi. Và bây giờ là chị Kiều nói bây giờ trả lương cấp 2, cấp 3 đi nữa, chị Kiều cũng sẽ không bao giờ về trở về làm dược sĩ hết. Cái người kế tiếp là anh Tuấn Nguyễn, cũng là đi team elite trip rồi. Cái người này á, nhiều ngành nghề lắm. Nail có tiền nhảy vô nail, hay tiệm vàng có tiền nhảy vô tiệm vàng. Anh An nói ok bây giờ nhà hàng được, ok cũng nhảy vô làm nhà hàng. Và sau khi anh An nói ok làm New Skin, ông nói no. Nhưng mà ông lỡ một cái là anh An lỡ bút vé kêu đi lại đây để mà đi đánh Las Vegas cho có gì chứ. Thì lỡ bị dụ lại đây rồi. Tưởng tượng là ở đây cách 6 tiếng đi Las Vegas. Và anh tưởng rằng lại đây tí xíu đi cho có mặt thôi, xong đi đánh bại Las Vegas. Nhưng mà khi lại đây thì đã thay đổi cuộc đời cảnh luôn. Và sau khi đó là bây giờ là hai anh em làm trong thời gian là 3 năm rưỡi, 4 năm. Và bây giờ ảnh cũng là bán tiệm nail, bán tiệm phở là về hưu luôn bà xã rồi. Và đây là một người chủ nail supply, chị Phượng Lê tại Chicago. Là cũng là một người team elite rất rất là tài giỏi, cũng rất là dễ thương nhưng mà rất là mạnh bạo. Nếu anh chị chưa gặp chị nên gặp một lần coi cho biết. Ok. Và ở đây là chị Vân Nguyễn, cũng là team elite, là một người chủ tiệm nail rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ là cậu đã bán tiệm nail trong thời gian là chị cũng làm khoảng chừng 4-5 năm. Và bây giờ là chị về hưu luôn, ông xã với chị làm toàn thời gian New Skin. Và ở đây là một người chủ nail spa và cũng hồi đó cũng có làm real estate. Chị Liên Nguyễn và anh Luân Nguyễn ở tại California. Cho nên những người này mà anh chị nói rằng là thật sự có người thành công ở tại New Skin hay không, người Việt mình hay không, bây giờ là Linh làm một loạt ra rồi đó, bây giờ có mấy người thành công đúng không? Còn có những người bên Việt Nam mà Linh hết chỗ để rồi. Cho nên rằng là mình chưa có lên bản án nhé. Okay. Cho nên là những người tiếp tục lại đây là các anh chị nè, những người này nè, đó đó, là sắp sửa thi mì liếng hết trơn đó. Okay. Cho nên mình nói rằng là qua những cái này á, là những cái bằng chứng sống đã thay đổi những cuộc này. Nhưng mà ở đây là có thay đổi cả rất rất nhiều người Việt Nam mình trong thời gian rất là ngắn trong tương lai ha. Thì ở đây mình nói rằng cái thu nhập trung bình vào 2012 đó, thì anh chị biết nó khởi nghiệp bằng bắt đầu gọi là executive. Và khi mình executive rồi á, thì là những người này là những người executive ở trong cái hệ thống của mình. Thì mình có 4 người gọi là business leader, những người kinh doanh với mình có 4 người, trung bình mình làm khoảng chừng 2007 một tháng, 32.000 một năm. Cái công việc này nó lạ lắm. Khi mà chị đã làm được, anh chị cứ lặp lại y chang như vậy. Thì khi mình có 8 người business,
leader thì trung bình là 10.000 một tháng, 126.000 một năm. Và bây giờ là 12 người, có nghĩa là Blue Diamond 51.000 một tháng và 617.000 một năm. Thì anh chị biết á, là qua vào cái con số 2012 đó, thì nói rằng nếu anh chị làm cái công việc này đều đặn trong thời gian 7 năm, 95% anh chị sẽ đạt được gọi là Blue Diamond 51.000 một tháng. Linh nói trời, mình làm nail 25 năm mà không biết làm 20 năm nữa mình có được con số này không. Cho nên là lý do gì thôi không mau phá cái list làm này, okay? Cho nên lý do gì Linh đứng ở đây. Và ở đây có một cái là cái con số này nó đã đổi các anh chị. Nó không phải là 7 năm nữa, mà 2013 đó con số này á, là không phải là 7 năm, nhưng bây giờ là mỗi 4.2 năm là anh chị sẽ đạt được gọi là Blue Diamond. 4.2 năm, okay. Và ở đây là anh chị biết á, là hiện tại bây giờ là công ty chỉ có là 3.17 tỷ đúng không? Khác gì công ty bây giờ hết 4 tỷ rồi. Thì vào 2013 đó là công ty đã đào tạo trên 1.000 người đã làm 1 triệu từ công ty. Và bây giờ hiện tại là mỗi 3 ngày có 1 người vào cái Million Dollar Club. Thì hiện tại bây giờ là có 2 người Việt Nam đã vào cái này rồi. Tôi nghĩ anh An, anh Tuấn có thể từ đây cho cuối năm sẽ vào cái Million Dollar Club. What do you think? Yes! Ok. Và một hai năm nữa tới mình đúng không? Ok. Thì ở đây là công ty có trên 30 năm và có hàng trăm sản phẩm ngay đây. Lúc mà Linh mới vào đây thì thật sự ra mình không biết cơ hội lớn hoặc là chính sách trả thưởng như trên, nhưng mà Linh bị viêm khớp tay cho nên mình dùng 3 cái Lipac Nano Gigi với lại nước gấp. Thì trong thời gian 3 tháng thì bắt đầu nó hết. Hết thì bắt đầu nó nghĩ, nó làm cho Linh nghĩ, Linh nói wow, cái này là rất nhiều người cần. Cho nên Linh bắt đầu Linh coi chính sách trả thưởng và Linh qua công ty để mà tham khảo. Thì ở đây nó có một cái tại sao Linh nói cái này là cái ngành nail thứ nhì, là tại vì những cái sản phẩm này á, nó có thể đáp ứng nhu cầu của những người tiệm nail. Cho nên rằng là New Skin sau này anh chị sẽ thấy rất là gọi rằng là thu nhập mà vô vào ngành nail rất là mạnh. Và bây giờ là nếu mà lại ai trong ngành nail có thể đưa tay lên nhìn bên được không? Đó, thấy không, lần nào cũng nghĩ trên 50-60% là đều nằm ở trong ngành nail hết. Okay. Và ở đây là có một cái máy gọi là cái biophotonic scanner. Công ty đầu tư trên 135 triệu để mà có cái technology này. Và anh chị biết bây giờ mình rất là may mắn, mình có một người khoa học gia đã trên 32 năm làm trong cái bệnh viện lớn nhất tại nước Mỹ ở trong tại khám phòng này, và cậu có thể giải thích thêm để lát nữa nhé. Okay. Thì cái này là thường thường mình nói mình bị ung thư á, một là mình bị, hai là mình không bị, nhưng mà mình không có thể nào vô trong đó thì mình có biết cái phần trăm của mình bị hay không. Thì cái máy này nó có thể đo cho mình biết rằng là cái phần trăm của mình bị ung thư là đang nằm ở đâu để mình có những cái cảnh giác như sao. Okay. Và đây là cái trong uống ngoài khoa. Rồi trong uống ngoài khoa thì khi mở ngoài ở da đó, thì anh chị thấy rằng là cái cô này trẻ ít nhất cũng phải 15-20 tuổi. Và khi ông ở bên trong á thì làm chị thấy những cái gần cái cơ thể con người mình nó khác đúng không? Còn này là mình. Cho nên trước khi đó là cái da Linh rất là xấu. Và cây ra ông xã Linh là tuyệt vời, trước và sau luôn. Mình không có để cái app rồi, tại anh chị phải chính mắt thấy và tai nghe rồi đúng không? Okay. Cái rời được, anh chị nên chụp hình với ông xã các em á. Ok. Ok. Và ở đây là mình nói là cái gọi là cái bổn phận của mình là gì. Đầu tiên trong kinh doanh mà Linh thấy mình không phải cần đầu tư 100,000-300,000 giống như tiệm nail hoặc là trường của mình, nhưng mà mình có cái cơ hội để mà mình xây những cái hệ thống, những cái business mình trên toàn cầu, trên toàn thế giới luôn, mà nhìn không phải là chỉ trọn vẹn trong Charlotte, North Carolina, cũng không phải trong tiểu bang North Carolina, mà cũng không phải trong nước Mỹ không. Cái này là chắc chắn sẽ sau này sẽ về Việt Nam, và công ty hiện tại bây giờ đã ở Việt Nam rồi. Cho nên Linh biết chắc chắn là sau này một cái công ty có thể ảnh hưởng rất là mạnh cho những người Việt Nam của mình. Và ở đây thì sau là chia sẻ của Linh, thêm chị thấy là mình đang hiện tại có cái nhu cầu gì. Nếu mà anh chị nhớ có nhu cầu về sản phẩm á, thì anh chị nói rằng là mình như có nhu cầu về da, năng lượng cơ thể hoặc là sức khỏe nè. Còn nếu mà anh chị có gọi là về kinh doanh á, thì mình đang nằm ở đâu. Nếu mà là 1, 2, 3 đó, thì anh chị cứ việc trải nghiệm những cái sản phẩm để cho mình biết ha. Nếu mà lại 4 năm, 4 cho tới 7 á, có nghĩa anh chị có những cái câu hỏi, thì hy vọng sau cái session này á, anh sẽ có những cái trả lời để những cái câu hỏi của mình. Còn nếu mà lại 8 tới 10 có nghĩa anh chị lập tức bắt đầu. Và by the way, thank you very much. Cảm ơn lời của Henry Phil nói á,
là nếu như mà anh chị nghĩ rằng anh chị sẽ thành công thì anh chị sẽ thành công. Còn nếu như anh chị nghĩ rằng là mình không thể làm được thì mình không thể làm được. Tức là cả trong hai điều đều có thể xảy ra hết. Nếu mà mình nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được. Thì cái yếu tố thành công nó nằm ở chỗ nào? Là do cái sự suy nghĩ của mình. Tại mình thấy rằng là tất cả những cái gì em chiếu trên đây đó ha, cho mấy anh chị coi, những người thành công ở trong các môn thể thao, người ta không phải là đăng ký là trở thành người thành công. Người ta tập dượt mỗi ngày, người ta rèn luyện cái cơ thể người ta mỗi ngày, cái ý chí người ta mỗi ngày, nó mới có sự thành công. Tại vì ai cũng nghĩ rằng là thành công là một cái gì đó nó cao vời, nó ngoài cái tầm tay của mình. Nhưng đúng ra thật là nó gần. Và em thấy rằng đối với công việc New Skin, đối với em á, mà nó dẫn tới sự thành công á, là em nghĩ rằng mình có một cái lý tưởng gì đó để mình sống. Và mình phải đeo đuổi cái lý tưởng đó mỗi ngày. Và cái lý tưởng nó càng lớn chừng nào á, thì cái yếu tố đó nó sẽ giúp cho mình thành công chừng đó. Mà nếu như cái mình cảm thấy rằng cái nếu như một ngày nào đó mình xuôi tay mà thẳng chân luôn đó, mà mình chưa đạt được cái lý tưởng đó, nó có thể mình không nhắm mắt được. Cho nên mình bằng mọi cách mình phải đạt được cái lý tưởng đó. Thì nếu mà cái sự suy nghĩ mình như vậy á, thì mình sẽ làm bất cứ chuyện gì mình có thể để đạt được cái lý tưởng đó. Cái lý tưởng nó có nhiều cái khác nhau. Chẳng hạn như là có thể mình muốn lý tưởng của mình là muốn làm cái việc thiện gì đó, mình muốn trước khi mình ra đi cái cõi đời này mình muốn làm được một cái việc thiện gì đó, thì mình phải đạt được cái việc thiện đó trước khi mình ra đi. Hoặc là cái lý tưởng của mình là để lại cái gì đó, một gia tài gì đó cho con cái của mình trước khi mình ra đi, thì đó là cái lý tưởng của mình. Mà mình phải đạt được thì mình mới xuôi tay. Thì khi mình có cái lý tưởng lớn như vậy đó, thì tất cả những cái khác nó không phải là vấn đề. Tại vì đa số ai cũng hỏi rằng là thành công là cách nào, how, nhưng mà đúng là cái why, tại sao mình còn tồn tại lại. Thì mình khi mình hiểu được cái tại sao mình phải sống trên đời, tại sao mình phải làm một cái việc gì đó đó, thì mình sẽ chấp nhận trả cái giá. Tại vì nhìn thấy những người thành công đó, người ta trả giá rất là đắt để mới có được những gì người ta có ngày hôm nay. Thì đối với mình, công việc của New Skin của mình, khi mình bắt đầu một công việc này đó, thì đa số ai vào đây cũng thử. Nhưng mà hôm qua có câu ông gì nói là you don't try this, this will try you. Đúng không? Cái công việc này mà ông thử, công việc này sẽ thử mình, nó thử coi cái sự cam kết của mình, thử coi sự nghiêm túc của mình đối với công việc này như thế nào. Tại vì không có ai mà vào là coi là tham gia đăng ký cho vui rồi hy vọng là một ngày nào đó mình thành công. Nhưng mà đòi hỏi sự học vấn của mình phải nghiêm túc với công việc này, mình tới với công việc này. Tại vì trong công việc này nói là muốn thành công á, mình có những cái yếu tố mình cần phải đạt được. Thứ nhất, bắt đầu vào công việc này, mình phải có một cái plan. Phải biết mình làm cái gì, ngày nào phải làm cái gì, và mục tiêu đó có thể nhanh hay gần. Chẳng hạn như chị Linh, chị có thể là trong vòng 15 tháng đạt Blue Diamond. Còn nếu như trong thời gian của mình không có, that's okay. Cái vấn đề là mình vẫn đi đến được cái mục đích của mình, có thể 3 năm, có thể 4 năm. Cái thời gian đạt được hay không do mình quyết định, ít nhất là cái cơ hội này nó cho mình quyền quyết định. Còn hơn những cái cơ hội của mình đang làm bây giờ, nó không cho mình quyết định điều đó. Cái mà khó khăn nhất trong kinh doanh này á, là cái không có sự ràng buộc. New Skin không bắt mình phải làm việc gì hết. Và vì cái sự không có ràng buộc đó cho nên dễ bỏ cuộc và mình dễ ra đi. Tại vì mình là bây giờ mình nói vô đây, mình nói là mình là boss của mình mà. Cho nên thích thì làm, không thích thì thôi. Cho nên nhiều khi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình nói là mình kinh doanh với New Skin. Thì trong nếu mà ai ở đây lâu coi phim cartoon á, thì nó có hai một người là bad guy and good guy ở đây đúng không? Thì khi mà mình dạy, mình nói mình đi làm một công việc gì đó, chẳng hạn liên quan tới New Skin, thì thường thường á là bad guy nó nói nhiều hơn là good guy. Hôm nay trời mưa quá không nên làm đúng không? Cái người bạn của mình bận đừng có làm phiền người ta. Cái người này đã nói mình từ chối mình nhiều lần rồi, đừng có gọi nữa. Tức là người này, cái người bad guy lúc nào cũng nói nhiều đó. Nhưng mà đúng ra mình nên nói, mình nghe lời cái người ít nói. Tại thường thường những người ít nói làm được nhiều việc lắm, mà làm việc thì thành công đúng không? Không phải nói nhiều là sẽ làm được đâu. Cái vấn đề là nhiều khi đa số mình nghe những người không đem đến một kết quả. Tại những cái negative á, những cái tiêu cực không bao giờ đến được một kết quả cái gì tốt hết á. Nhưng mà khổ quá cái là trong cuộc sống hàng ngày mình hay nghe theo những cái tiêu cực đó. Tức là nói là tại sao mà những người mình đi xung quanh mà ngày mai mình về, hay là mình gọi điện thoại nói với người bạn, những người mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho mình thành công trong công việc này, và những người đó sẽ là người đầu tiên từ chối mình, và mình sẽ nghe lời những người đó. Là tại vì người ta không muốn, có vì một đồ nào đó người ta nói là người ta không muốn mình thành công với người ta thì sao? Và người ta cảm thấy khó và người ta không muốn mình làm thì sao? Nhưng mình hiểu được là cái tương lai của mình, tương lai của gia đình mình xưa nay cũng đâu có lệ thuộc vào người ta. Thì tất cả mọi chuyện mình nói là nếu như mình có một giấc mơ thì mình phải là người đạt được cái giấc mơ đó.
Và thậm chí mình không biết bao nhiêu người bên ngoài là những người có thể hợp tác mình để giúp mình đạt được giấc mơ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình phải có một cái tinh thần rất là tích cực, tại cái đó mới dẫn đến sự thành công. Tại vì trời mưa hay trời nắng đi nữa đó, người ta nói là buồn cũng trong lòng ta mà vui cũng trong lòng ta. Thì nếu tại sao mà lúc này cũng cười là như vậy, tại vì em hiểu được lý lẽ đó là cười cũng phải sống mà khóc cũng phải sống. Nhưng mà làm đêm có quan điểm đó là lúc nào mình cũng có một cái tinh thần rất là tích cực thì you are who you attract, đúng không? Cái law of attraction là như vậy. Thì nếu mình là một người tích cực thì tự nhiên những người khác tích cực cũng sẽ tới với mình. Tại vì mình không thể nào mà nói là trong cái kinh doanh này á, là người ta nói anh Nam hay nói là gì, mình có thể dùng một sợi chỉ mà mình có thể dẫn nguyên cả 1000 người đi, nhưng không thể nào dùng một sợi chỉ để mình đẩy một người đi. Tức là nếu một người không muốn cái kinh doanh này đó thì mình cho dù cái níu kéo cỡ nào đi cũng vậy. Còn nếu như một người thật sự muốn và đam mê đó, người ta sẽ bỏ công việc của người ta để làm công việc này khi người ta nhìn thấy được cái cơ hội này nó lớn như thế nào. Tại vì bây giờ hồi nãy nói chơi thôi, chứ thật ra bây giờ mình nói là lúc đầu mà trong nhóm bắt đầu mới á, thì chỉ có 5-7 người mà làm công việc này đó, như anh Tài hồi xưa 5 năm á, thì những người khác nhìn cái nhóm người 5-7 năm này á, là những người điên, đúng không? Mà bây giờ sau 5 năm rồi mình nhìn thấy nhiều, có 7 người rất là điên trên đó. Nhưng bây giờ mình muốn cho cả thế giới đừng cảm thấy điên nữa, thì bây giờ mình có bao nhiêu, khoảng 10.000 người Việt Nam mình đang làm công việc này. Thì nếu mà 10.000 người mình tụ tập thì không ai kêu mình điên hết trơn á, đúng không? Thì mình thấy cái yếu tố thành công nó nằm ngay ở chỗ đó. Tức là không phải là mình làm việc gì khác hết á. Cái việc mình đang làm bây giờ và cái việc mình sẽ làm á, đã được nhiều người chứng minh rồi. Cái sự thành công nó nằm ở đó. Cái vấn đề là khi mình về mình quên đi, là tại vì á, là mình luôn luôn surrounded, tức là mình ở xung quanh mình giữa những người á, là không được thành công trong công việc này. Cho nên người ta hay bàn ra. Thì khi người ta bàn ra để mình cái tinh thần mình cũng xuống. Và cuối cùng ra mình cũng nhiều lần nghe lời những người đó. Một người nói thì không sao, hai người nói cũng ok, nhưng mà 5-7 người nói chắc có được. Hình như bạn mình nói đúng, đừng có phí thời gian công việc này, đúng không? Nhưng mà ít nhất anh chị đi qua đây được rồi, anh chị thấy được rồi. Cái vấn đề thành công ở chỗ hay không là do anh chị quyết định. Tại có nhiều người hỏi em là tôi làm công việc này được hay không, thì các anh chị đã đi 2 ngày nay đã thấy rồi, công việc này không đòi hỏi. Không đòi hỏi mình phải nói giỏi, không đòi hỏi phải có kinh nghiệm sale, không đòi hỏi mình phải có bằng đại học, không đòi hỏi những yếu tố đó. Thành ra cái chuyện đòi hỏi của mình là gì? Cái chuyện mình muốn thôi. Anh chị phải biết mình muốn cái gì. Và lúc nào cũng vậy. Tức là thường thường anh chị nó đi cái này về là ai cũng muốn làm hết. Tinh thần rất là hăng say, đúng không? Nhưng mà khi về nhà thì sao? Xìu như thế với anh Bảo Kiều. Cái lý do tại sao ta cái cơ hội kinh doanh nó vẫn nằm ở đó. Mỗi một năm đều có người trở thành triệu phú hết. Và mỗi 3 ngày có một người đó có cái doanh thu, tổng doanh thu là 1 triệu đồng. Cứ mỗi 3 ngày. Thì tại sao không phải là mình? Bạn bè mình nó quyết định không trở thành triệu phú, that's ok. Nhưng mà tại sao không phải là mình? Tại vì mình mới quyết định được cái con đường của mình đi ở chỗ nào. Thì cái vấn đề ở chỗ là mình biết được mình đang ở chỗ nào. Thì anh chị nhớ giùm em điều này, em thích cái ví dụ này. Tức là bây giờ thế kỷ bây giờ mình đi đâu cũng vậy, mình cảm thấy mình tự do và mình rất là tự tin. Mình đi bất cứ một thành phố nào mình có GPS là mình đi được hết. Là tại mình không cần biết ở thành phố đó, mình chưa từng tới thành phố đó mình cũng có thể đi được. Là tại mình tự tin rằng là trong tay của mình có một cái máy chỉ đường. Nhưng cái máy chỉ đường đó, cái GPS nó có hai yếu tố cần phải. Thứ nhất mình biết mình đi đến chỗ nào, và thứ hai mình phải báo cho nó là mình đang ở chỗ nào. Thì đối với anh chị bây giờ ở ngày hôm nay á, anh chị biết mình đang ở chỗ nào hay không? Trong cái cuộc sống của mình á, mình đang ở trong cái tình trạng nào? Và cái tương lai của mình á, mình muốn đi về đâu? Còn cái con đoạn đường đi đó, em bảo đảm với các anh chị sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cái sự khó khăn nó sẽ đến luôn, và em bảo đảm luôn là anh chị sẽ gặp những nhiều cái khó khăn đó, những cái gian truân đó nó sẽ tới. Nhưng mà như những người ta nói á, thất bại là không phải kẻ thù của sự thành công. Thất bại không phải là kẻ thù của thành công, mà nó chỉ là quãng đường mình phải đi qua để đi đến thành công thôi. Cho nên một cái kẻ thù lớn nhất là chính mình. Tại vì công việc này có nhiều người nói sao mà căng thẳng sao khó. Nếu mà chị coi nó khó thì nó rất là khó. Mà nếu mà chị coi nó dễ thì nó rất là đơn giản. Tại vì công việc của mình làm là cái gì? Mình chỉ nhìn thấy cái cơ hội này, mình chia sẻ cho bạn bè. Và nếu như mình chưa đủ thông tin liên lạc thì mình có cơ hội đem bạn bè mình về đây, đem gia đình mình về đây.
để rồi những người khác cho người ta có cơ hội để nhìn thấy công việc này. Thì nếu như vậy đâu phải là khó khăn, đâu có gì để gọi là áp lực đâu. Thì mình nhìn thấy được là khi mà mình hiểu được cái công việc của mình, cái trách nhiệm của mình đó, thật ra không phải là cái gì hết, nó rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà có một cái là ở trong mình không nhìn thấy được cái điều đó. Và cho dù mình gặp bất nhiêu cái khó khăn hay nữa đó, thì mình phải biết được là lúc nào, như là Katrina, phải laser focus, phải tập trung cao độ ở cái mục tiêu của mình. Và khi muốn tập trung cao độ ở cái điểm đến của mình á, thì phải chia ra nhiều giai đoạn. Tại vì thường thường nói là at least lúc nào phải nhìn thấy được cái light at the end of the tunnel. Cái cơ hội mình nằm đó mình vẫn nhìn thấy được là mình sẽ đạt được. Và mình chia nó ra từng giai đoạn để rồi mình có một cái mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 3 năm. Tại vì nếu như mình nhìn lại đó, 3 năm, 5 năm vừa rồi trôi qua, mình cũng chưa đạt làm được cái gì hết. Mình chưa đạt được những gì mình muốn. Nhưng mà at least, trong Walt Disney nói là sao? At least người ta vẫn tin là dreams do come true. Giấc mơ nó có thể trở thành sự thật. Mà nó có trở thành sự thật hay không đó, là do mình quyết định, là do mình muốn nó hay không thôi. Thì khi mình muốn nó thì mình sẽ trả cái giá, và mình sẽ cam kết cho bản thân của mình. Và cái điều quan trọng nhất mình nhớ kỹ là công việc mình làm là chưa chắc là cho bản thân của mình. Mà đa số nhiều người ở trong đây, mình làm công việc này hoàn toàn chưa phải là cho mình. Cho nên khi mà mình làm công việc này không phải cho chính mình đó, thì cái sự thành công mình nó rất là cao. Mình làm vì người khác mà mình làm, cái yếu tố nó dẫn tới sự thành công càng nhiều hơn nữa. Là mình phải đam mê, phải yêu cái gì mình đang làm, phải có cái passion ở trong đó, thì mình mới đến được cái sự thành công. Cho nên cái sự thành công em nhắc gửi và chia sẻ các anh chị là cái yếu tố thành công nó nằm ngay ở chỗ trong cái này. Nhiều khi nó nhỏ, nhưng mà nó là cái mà dẫn tới sự thành công nhiều nhất, là cái tư duy của mình, cái sự quyết định của mình. Và lúc nào cũng phải vững tin với cái sự quyết định của mình. Bản thân mình phải có cái sự quyết định của mình rằng đây là con đường tôi chọn. Cho dù tất cả các anh chị bên ngoài và 1000 người bên ngoài có nói tôi khùng, tôi điên hay nữa, tôi chọn con đường này và tôi tin tưởng ở cái sự quyết định của mình. Thì em nghĩ đó là cái tư duy của mình, và cái đó là cái sự nó dẫn đến sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị. Rất là đặc biệt lên đây để chia sẻ với các anh chị. Và ba người speaker này, có người cũ, có người mới, có người là hoàn toàn là mới bắt đầu công việc này trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà sẽ lên đây để chia sẻ với các anh chị về cái lý do tại sao họ làm công việc này, và lý do tại sao cái công việc này chính là công việc mà họ chọn từ bây giờ tới suốt đời, là sẽ công việc cuối cùng họ chọn. Thì người đầu tiên không ai xa lạ hết. Các anh chị đã nghe người này trên call phần call rất là nhiều, và đã có cái sự giúp đỡ của người này rất là nhiều lần khi mà nói về vấn đề Formanex, vấn đề sản phẩm của công ty New Skin, và một người khoa học gia đến từ Maryland. Cảm ơn, xin mời cô Hannah Trần. Và người thứ hai, cảm ơn, xin mời một người đến từ Washington State, anh Trúc Lê. Và người thứ ba, cảm ơn, xin mời là chị Thanh đến từ Vancouver, Canada. Thank you. Và lý do tại sao mà mình mời ba người, hai người và chuyên là nghĩ là các anh chị chưa bao giờ nghe qua không? Các anh chị nào có biết anh Trúc Lê? Đây, chị biết anh Trúc Lê không ạ? Anh Trúc? Yeah. Chị Thanh? Yeah. Có một vài anh chị biết, nhưng mà hoàn toàn là hầu như mình không biết những người là ai hết. Nhưng mà ai thì chắc cũng biết cô Hannah rồi, đúng không ạ? Yeah. Thì hôm nay đó, Katrina mời cô cũng như là anh chị lên đây để chia sẻ. Tại vì Katrina biết được là trong audience ngày hôm nay có rất là nhiều anh chị hoàn toàn mới, và có thể là có những cái hoàn cảnh và có những cái background khác nhau, là biết lý do tại sao họ bắt đầu với công việc này. Thì bắt đầu để Katrina bắt đầu trước với lại cô Hannah. Cô Hannah là một người scientist, các anh chị biết rồi, đến từ Maryland. Thì trước khi mình vô những câu hỏi đó, thì có thể là cô chia sẻ một chút xíu về cái background của cô. Cô đã làm cái gì trước đây, và tại sao cô lại chọn cái công việc này ngay bây giờ? Xin kính chào tất cả các anh chị em ở đây. Xin cảm ơn cho mình có một vinh dự đến đây để mà chia sẻ những cái gì mà mình đã học hỏi, và tại sao đưa đến cho mình cái đam mê với công ty này. Rất là đam mê, rất là yêu quý cái công ty này, rất là ngưỡng mộ công ty này. Thì mình là khoa học gia 32 năm ở nước Mỹ, bỏ ra 9 năm học đại học.
và leo từ đi từ 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 cái bức thang, cái bậc thang thấp nhất của cái ngành nghề của mình đến cái độ đỉnh cao nhất là mình đã trở thành cố vấn khoa học xét nghiệm và tổng giám đốc khoa học xét nghiệm 32 năm ngành nghề. Thì mình đã từng cộng tác những nhà thương của nước Mỹ, kể cả ba cái hệ thống mà nổi tiếng nhất nước Mỹ đó là Johns Hopkins Medical School ở Maryland và George Washington Medical School ở tiểu đô và Hoa Tiền Đốn. Thì đây là cái đại học y khoa mà trị bệnh cho Tổng thống Mỹ, và đồng thời mình cũng đã là tổng giám đốc cho cái hệ thống khoa học xét nghiệm lớn nhất nước Mỹ là Quest Diagnostic, có mặt trên 53 tiểu bang. Thì 32 năm làm trong ngành nghề này thì có thể là mình có nói rằng là suốt 32 năm thì mình rất là hãnh diện về chính mình, về sự thành công, về sự nghiệp và tài chính của mình. Mình không có ngờ cái ngày nào mình làm cái ngành nghề này, đi cộng tác với Nielsen. Nhưng mà có một cái điều, nói về tài chính mình rất là hãnh diện và địa vị xã hội mình rất là hãnh diện về chính mình, là mình đã làm vui lòng bố mẹ, nói vậy đi. Nhưng mà có một cái điều trong suốt 32 năm làm việc cho cái khoa xét nghiệm đó, mình luôn luôn buồn bực và đau khổ. Đó là cái sự hoàn toàn không có tự do về thời gian. Mình không thấy mặt chồng con mình. Mình có một người chồng và bốn đứa con. Thì đi làm suốt ngày, một tuần mình thường thường mình average là từ 60 tiếng cho tới 80 tiếng một tuần quý vị. Thì cái đó là cái bức rứt của mình. Nhưng mà may làm sao tới năm 2011 đó thì mình được giới thiệu cái công ty New Skin này qua cái máy Galvanic Spa, từ một cái tiệm nail mà mình đi tới đi lui 2 năm trời và cô chủ tiệm cố tình recruit mình mà mình không giúp nhất và không hề để ý tới. Thì cái máy Galvanic Spa nó làm cho cái mặt mình méo. Một cái sáng cái anh apply của mình tên là Minh Lương, thì ảnh dàn xếp với cái cô chủ tiệm á, là tại vì ảnh là apply của cô chủ tiệm luôn, thì ảnh dàn xếp với cô chủ tiệm là biết cứ đúng mỗi 2 tuần 9 giờ là mình có mặt ở cái day spa đó. Thì mình vừa ngâm cái chân mình vô cái bồn đó thì ảnh tới anh cầm cái máy anh nói chị ơi, nếu mà mình có cái máy này, nếu mà mình làm cho cái mặt chị được trẻ ra nữa từ 5 năm tới đến 10 năm thì 5 phút thì chị có cho mình làm hay không. Thì mình ngồi đó mình chơi thôi, đâu có làm gì đâu, mình để cho anh chàng này mượn cái mặt của mình. Thì cái máy Galvanic Spa nó làm cho cái mặt mình méo tới ngày sáng ngày hôm sau. Mình tắm rửa làm gì đủ thứ cũng dùng Dermalogica. Hồi đó mình là có cái Dermalogica là cái hàng skin care mình dùng, cái mặt mình vẫn méo như thường. Thế là mình mới tức, mình mới gọi anh chàng này trở lại, mình nói cho mình biết cái tên sản phẩm mà mình lên cho mình cái tên website của cái dụng cụ này. Thì từ cái máy Galvanic Spa mình tìm được cái máy Biophotonic Scanner, và máy Biophotonic Scanner chính là cái dụng cụ y khoa mà đã recruit mình vô New Skin. Đó, tại vì mình lên mình đặt mình cào cuốc thì mình té ra là cái máy này là 15 năm research và 100 triệu đô la để cho ra cái công cụ này. Và tuyệt vời là chỉ có trong vòng có hồi đó mình vô là một phút, bây giờ là còn có 30 giây thì đã được có được cái kết quả của cái antioxidant. Mà ngoài ra cái này là một cái Nobel Prize đó. Thì cái đó là cái mà mình đam mê. Thì nói tóm lại cái lý do thứ hai tại sao mình làm New Skin là sản phẩm, thì từ cái máy Biophotonic Scanner mình bắt dùng Pharmanex, dùng Lifehack Nano, thì lại thêm một cái ngạc nhiên thích thú và học hỏi và khâm phục thêm nữa từ mình đối với công ty New Skin là cái sản phẩm Lifehack Nano. Thì mình bắt đầu dùng sản phẩm, thì nhờ sản phẩm Pharmanex mà đã trị được cái hai cái chứng bệnh 16 năm mà mình phải dùng thuốc đó, thuốc tây đó, là bệnh cao mỡ và thiếu máu kinh niên 16 năm, đến nỗi mà mình tự động thử máu mỗi tháng. Thì bác sĩ là thường thường họ chỉ bảo mỗi 6 tháng trở lại khi mà họ đặt mình lên lipoqua với lại simvastatin, mình tự động thử máu mỗi tháng. Thì mình mới là tới năng nỉ bác sĩ là bây giờ hai cái thuốc này nó làm cho tôi bị hư gan, đang bị viêm gan và đang bị cái muscle của mình nó bị teo lại đó. Thì mình năng nỉ bác sĩ là đổ thuốc. Khi mình năng nỉ lần thứ hai đó, lần đầu thì họ cho lipoqua thì họ phải xuống rồi họ phải cho mình lên simvastatin. Thì mình mới năng nỉ lần thứ hai thì cái người bác sĩ họ trợn tròn mắt thành nhìn mình mà nói lúc bây giờ anh không có lựa chọn, một là anh tiếp tục dùng những sản phẩm này và để cơ bắp anh và để gan của anh nó hư dần, hai là anh xuống sản phẩm liền ngày hôm nay đi thì anh sẽ bị hớt tắc bất lúc nào để lại bốn đứa con, thì anh có that's your choice. Thì lẽ nhiên mình tuyệt vọng nhưng mà vẫn phải tiếp tục dùng thuốc tây cho đến 11 năm sau. Thì năm 2001 thì mình dùng sản phẩm Pharmanex và trong vòng 18 tháng thì mình xuống thuốc tây hoàn toàn hơn một năm nay quý vị. Và lẽ nhiên thì là có một cái phép màu khác cũng là Pharmanex. Thì mẹ mình đồng thời sau 2 tháng mình biết công ty New Skin, mẹ ở bên Việt Nam bị stroke. Thì mình bay về thì mình gặp mình lựa cái vị bác sĩ tốt nghiệp từ Alabama University Medical School ở bên Mỹ. Mình lựa, đó là vị bác sĩ duy nhất ở Việt Nam mà biết về stroke. Thì bác sĩ này mình hỏi là bây giờ ông cho tôi biết tôi phải ở bên đây bao nhiêu lâu để mà tôi chăm sóc mẹ tôi, tại vì tôi có một cái laboratory bên kia 85 nhân viên mà tôi phải đi về. Ông này ông nói chỉ chuẩn bị là ở bên đây 6 tháng.
thì lẽ như mình xin mất chót phải không ạ? Nhưng mà mình cho mẹ mình dùng Life Hack Nano với lại vài tháng thì gì? Thì trong vòng 6 tuần bà cụ đi lại được thay vì 6 tháng. Hả? Rồi sau đó mình tiếp tục dùng sản phẩm cho mẹ mình. Thì mẹ mình có 5 cái bệnh là cao máu, cao mỡ, tiểu đường, viêm gan. Tại vì những cái thuốc tây nó làm hư và mất ngủ kinh niên. Thì trong vòng 18 tháng, trong vòng 18 tháng cho tới 2 năm thì mẹ mình cũng đã xuống thuốc tây hoàn toàn trong vòng 8 tháng này. Nhá. Thì sản phẩm Pharmalex đã cứu được mình và mẹ mình và lẽ nhiên nhiều người khác nữa. Nhưng mình nói nhanh như vậy thôi. Rồi lý do thứ ba đó thì có thể nói rằng hay là nó là một cái sự tình cờ, là mình có một cái biến cố xảy ra trong cuộc đời mình năm 1999, là ông chồng mình, 53 tuổi lúc đó và là tiến sĩ vật lý, tức là võ sĩ đệ tứ đẳng, judo, không rượu chè, không thuốc lá, bị cancer, bị ung thư trong vòng có 6 tháng và chết. Thì lúc mà ông chồng mình chết đó, thì mình có nói, mình hỏi 6 vị bác sĩ mà săn sóc chồng mình đó, tại sao một người không có lý do gì mà để bị ung thư mà lại bị ung thư mà chết nhanh như vậy? Thì có câu trả lời từ 6 vị bác sĩ là ung thư thường thường không có nguyên nhân và ai cũng có thể bị. Mình không bằng lòng câu trả lời đó. 3 tháng sau mình xin vô một cái viện ung thư là Central Hospital của cái viện Cancer Center ở Dallas, lúc đó mình đang ở Dallas. Thì mình làm ở đó 4 năm rưỡi với cái chủ ý là mình la cà, mình làm thân với các viện oncologist chuyên về ung thư để tìm hỏi tại sao một người không thuốc lá, không rượu chè, không béo phì, six pack mà lại bị ung thư ha. Thì câu trả lời cũng như thế. Mãi cho đến 12 năm sau khi chồng mình chết, tức là năm 2011. Vâng, còn thì là gặp New Skin. Thì câu trả lời là từ công ty New Skin quý vị. Lý do chồng mình bị ung thư là tại vì chỉ số của chất chống oxy hóa thấp. Làm sao mình biết? Là tại vì khi mình đo cái antioxidant của mình trên cái máy biophotonic scanner, chỉ số của mình có 11.000 thôi. Mình lôi 4 đứa con mình ra đo thì cả 4 đứa con cái đứa cao nhất là 19.000. Thì lý do đó là tại sao phải không ạ? Thì nhân tiện đây, mình là trong khoa học xét nghiệm thì mình tiết lộ cái này. Tại vì thường thường tất cả ngoài kia chỉ có khoa học gia xét nghiệm hoặc là bác sĩ mới biết cái chuyện này thôi. Hay là có kiến thức về vấn đề này. Tức là sao? Khoa học xét nghiệm y khoa của nước Mỹ là tối tân nhất thế giới. Mặc dù vậy, những cái xét nghiệm về máu học về ung thư không có sensitive enough, tức là không mạnh đủ để mà tìm thấy nồng độ máu của mình, tế bào ung thư của mình trong máu khi mà tế bào ung thư nồng độ còn thấp. Chỉ khi nào mà tế bào ung thư trong máu mình nó build up lên tới giai đoạn 3 hay là giai đoạn 4 thì cái xét nghiệm khoa học của nước Mỹ mới tìm ra được. Mà nếu mà tìm ra được lúc giai đoạn 3 cũng như là trường hợp của chồng mình đó, thì là 75% cái nguy cơ là sẽ bị chết. Chỉ có 25% sẽ được cứu sống nhờ hóa trị và xạ trị. Thì vì cái hóa trị và xạ trị rất là toxic, thành ra nó làm cho mình, nó giết được tế bào ung thư của mình nhưng mà nó giết luôn cả tế bào sống của mình. Thì mình có sống sót đi nữa mình cũng là tàn phế, mình là handicap, mình chỉ là burden cho chồng con mình, gia đình mình. Thành ra ở trên trái đất này, trên thế giới này, mình nghĩ đó là mình tìm ra được, mình hiểu ra được là chỉ có một cái dụng cụ y khoa duy nhất là cái máy biophotonic scanner, nó giúp cho quý vị tìm được ra cái nồng độ của antioxidant ha. Và cái đó là cái duy nhất mình gọi là cái screening test để mà báo cáo, báo động cho các quý vị là cái chỉ số của antioxidant là bao nhiêu. 100.000 là cao nhất nhá. Thì 50.000 là quý vị mới có an toàn thôi. Càng gần 100.000 càng tốt. Thì mình yêu cầu quý vị, nếu mà quý vị đi khám xét nghiệm hàng năm thì bác sĩ làm xét nghiệm hàng năm, những cái test, những cái khoa, những cái khoa học xét nghiệm mà bác sĩ làm trong phòng khoa học và nhà thương là không có cái antioxidant đéo vô, phải không ạ? Thì khi họ báo các quý vị là chúc mừng anh chị, các anh chị khỏe thì đừng có vội mừng, tại vì chưa chắc mình chưa bị ung thư, phải không ạ? Rồi, cảm ơn các quý vị. Wow. Vậy là những anh chị nào ở trong đây mà chưa được scan bởi cái máy biophotonic scan này, các anh chị cần đi scan liền nhé, để mình biết được cái chỉ số chống oxy hóa của mình. Và bây giờ Katrina xin giới thiệu anh Chức đến từ Washington các anh chị. Và anh Chức có một cái background là một người businessman, là vừa có nhà hàng và vừa có tiệm nail, phải không anh? Thì có thể là anh cho em biết được cái cảm nghĩ của anh khi mà anh tới đây và lý do tại sao anh có mặt ở tới đây, có mặt tại đây và tại sao anh lại chọn cái vehicle, cái công việc với lại New Skin để mà phát triển kinh doanh của anh. Dạ, cảm ơn Katrina. Dạ, xin hân hạnh xin chào tất cả các anh chị từ các nơi mà hôm nay mình rất vui là được coi như là tới đây để mà tham dự cái team meeting cùng với tất cả các bạn trong công ty cũng như là các anh chị người Việt. Thì mình tên là Chức Thọ Lê,
Và mình như Katrina mới vừa nói đó, là mà cái background của mình thì mình làm nhà hàng thì cũng 14 năm rồi. Và mình đồng thời đó thì mới gần đây thì mình cũng kinh doanh thêm về cái ngành nail. Thì trước là đã làm trong nhà hàng mười mấy năm rồi, rất là bận. Công việc của nhà hàng thì rất là tỉ mỉ và bận, thì coi như mà mình rất là lệ thuộc vào cái thời gian đó. Thì không có thời gian mà đi đâu hết á. Vacation cũng nhiều khi mấy năm mới đi một lần. Đó. Thì sau khi mà mình qua bên cái beauty, cái ngành nail của mình đó, thì mình thấy là tương đối là thắng hơn. Thì có cái thời gian, nhưng mà ngược lại đó, mình cũng thấy trách nhiệm và mình cũng lo hàng ngày. Và cũng, nói chung là thời gian mình trông chặt. Thì cái traditional của mình, cái kinh doanh của mình là mình phải take care sáng đi tối về. Rồi nhiều khi là đó, mình phải suy nghĩ để mà tiếp tục lo cái công việc ngày tới. Thì có người bạn mình đó là giới thiệu cho mình tới để mà tham dự, gần gũi thôi, bạn bè mời tới nhà tham dự đây, có một cơ hội kinh doanh cho anh. Mà phải nói là như anh hồi trước giờ anh hay nói là anh bận, nhưng mà nếu mà anh đã tham gia đây đó thì chắc có lẽ là tương lai anh không hối hận, bởi vì nó sẽ mang lại cho anh được một cái tự do mà mình đang phải nói là cái nhu cầu của mình thấy cần thiết, là đó là thời gian, thì có thể là nó thêm cái flexible thời gian. Thì mình tới thì cũng được bạn của mình chia sẻ một hai cái sản phẩm. Và đặc biệt thì hôm đó mình may mắn, thì cũng như cô đây mới nói, thì mình được anh Tài và các bạn của mình đo cho cái chỉ số mà antioxidant á. Thì mình thấy chưa bao giờ mình từng nghe có một cái máy nào mà không đo được cái mức độ mà antioxidant, mà có thể biết về tương lai là cái sức khỏe của mình như thế nào. Có thể là nếu mà thấp thì có thể mang tới những cái ung thư hoặc bệnh hoạn cho tương lai, hoặc là nếu mà mình improve được á, thì tốt, sức khỏe của mình tốt hơn. Mà đo được mà không cần phải là phải cắt đi hoặc là sơ truyền một chút để mà lấy chính máu, hoặc là lấy chút cell để mà xét nghiệm trong vòng 30 tuần đó, bình thường như vậy. Thì mình thấy cái này là đo được instantly, mà mình thấy cái máy là rất là nhanh và hiệu quả. Thì mình thấy wow, đây là một cái sản phẩm đầu tiên mà mình phải nói là gần như shock á. Tại vì bản thân mình thì nhiều khi cũng ít có cái thời gian để mà tập thể dục như bây giờ đó, thành ra mình cũng hay đi test máu rồi này kia đó. Thì một lần như cô biết là rất là cực, phải đi hẹn hò rồi nhiều tuần mới có kết quả. Thì nay mình thấy một cái sản phẩm là rất là khoa học, đồng thời bạn mình cũng chia sẻ các sản phẩm đó, thì nó mang lại cái sức khỏe và đồng thời cũng như là mang lại cái sự tươi trẻ cho mình về tương lai. Mà cái này cũng là cái nhu cầu mình luôn. Tại đó là những cái lý do mà một cái trong những cái lý do chính á, mà mình thấy công ty làm việc hết sức là khoa học và cũng như có một phương pháp mà mình chưa từng thấy một cái công ty nào có thể là nói về cái sản phẩm mà chất lượng hoặc là khoa học như là công ty New Skin của mình đây. Thì trong 3 cái ngày vừa qua mà anh tham dự vào trong cái TEU đó, thì có thể anh cho một cái... Đó là bước đầu thì mình... Và trong khi mình tham gia buổi đầu đó, mình cũng may mắn là được, coi như là được sáng ra, okay, là thấy được những cái sản phẩm đặc biệt. Và khi đó người bạn mình nói, nếu mà anh đã thích cái sản phẩm này như vậy đó, mà mang lại cái sự tự tin cho mình là tương lai là mình sẽ xài suốt, và mình sẽ xài sản phẩm này, thì anh nên tới nơi và anh sẽ thấy được cái công ty, cái sự mà quy mô và cái sự nhiệt tình, nhiệt thành đó, mà họ tham gia khoa học để mà làm thành những cái sản phẩm này. Thì mình cũng tới, mình cũng nói ok, nếu mà mình sắp xếp thời gian để mà đi, đã mấy năm rồi mình chưa đi ra ngoài để mà học hỏi, thì nghe cái công ty này thì mình cũng ráng sắp xếp thời gian để mà tới đây để học hỏi các anh chị, và cũng đồng thời là được tới nơi để mà quan sát thêm về cái sản phẩm mà họ làm ra đó. Thì mình tới đây phải nói là mình là thêm một cái cú sốc nữa, là vừa tới đó là có cái sự mà warm welcome của những cái người employee đó, rồi tới đây là cũng bắt đầu gặp được những anh chị từ các nơi hoặc là các trên thế giới luôn, phải nói từ Canada, từ này kia tới để mà tham dự những cái event. Thì đặc biệt là hôm nay như mình thấy tất cả các anh chị Việt Nam cũng tới nơi, tới từ các nơi trên thế giới, coi như Canada hoặc là các nơi trong nước Mỹ. Và đặc biệt đó, là mình thấy như có những khoa học gia, mà đặc biệt là khoa học gia của Việt Nam mình thấy cảm thấy là rất hãnh diện và mang lại cho chúng mình cái sự quyết định là mình sẽ tham gia và cũng như làm trong cái business tương lai mình.
tương lai đó, tại vì sẽ mang lại cái thời gian freedom cho mình để mình có nhiều cái sự hữu ích trong cuộc sống của mình. Cảm ơn rất nhiều. Rất là vui nha. Rất là vui nhất. Dạ, bây giờ em mời chị Thanh. Chị Thanh là đến từ Vancouver, Canada. Thì dạ, chị Thanh có thể là cho mọi người đây biết một chút xíu lý do tại sao chị bắt đầu cái công việc này. Và cũng giống như là cho biết được là em hồi nãy có nói chuyện riêng với chị đó, thì chị có chia sẻ rằng là ai vào đây để tìm hiểu cái financial freedom, có vừa có tiền bạc mà vừa có thời gian, thì có thể chị chia sẻ một chút xíu về cái đó. Trước mắt chị xin cảm ơn Katrina đã cho chị cơ hội đến đây để chia sẻ với mọi người. Thì xin chào các cô, các chú, các bác và các anh các chị. Em tên là Thanh, đến từ Vancouver. Em có chồng và 4 người con. Thì Thanh cũng chia sẻ qua về cái công việc trước đây của Thanh, là Thanh đã từng làm rất là nhiều công việc, làm housekeeping, làm nail cũng có, và đến nhà người ta để dọn nhà cũng có luôn. Thì cách đây khoảng 2 tháng, hơn tháng, thì có chị bạn đến chia sẻ cơ hội với Thanh. Thì từ trước đến nay Thanh cũng đã từng tìm kiếm để xem có cơ hội gì để thay đổi cuộc sống cho gia đình, nhưng mà chưa có cơ hội. Thì đến khi chị bạn đến chia sẻ thì Thanh mới đầu cũng thấy mơ hồ lắm, tại sao lại có một cái công ty tốt như vậy. Thì đến tháng trước ấy, thì có cái convention bên Dallas, thì Thanh và con gái và 2 người bạn đi cùng qua đó. Thì khi mình sang công ty thì mình nhìn thấy công ty là thật, sản phẩm thì cũng là thật, và đã nhìn thấy rất nhiều các cô, các chú, các anh chị em người Việt mình thành công. Thì trước khi qua Dallas thì Thanh đã sign up vào được 1 tuần, và được hơn 1 tuần thì Thanh đã lên được cái chức executive. Thì cảm ơn quý vị. Thì cái lý do mà Thanh chọn công việc này đấy, thì là Thanh muốn, tại bao nhiêu năm nay làm rất nhiều công việc rất là vất vả, mà đến ngày hôm nay thì mình không có được cái gì hết. Thì đây là một cái cơ hội để Thanh thay đổi cuộc sống cho cả gia đình, và Thanh muốn tự do về tài chính, về thời gian. Và Thanh biết là bắt đầu công việc này rất là khó khăn, không phải là dễ, nhưng mà Thanh nghĩ là chỉ cần mình có niềm đam mê, sự quyết tâm, bền bỉ, và mình biết là cái đích mình muốn đi tới đâu, thì mình sẽ thành công. Thank you. Chị nói là có một cái sự quyết tâm, thì em biết được là trong công việc này, em nghĩ là ai cũng biết điều này hết, là mình phải có một cái sự trả giá rất là cao. Nhất là cho những người mà thí dụ như cô cũng như anh Trúc và những chị có mẹ có 4 con, cô cũng vậy. Thì nếu mà như vậy đó, thì cái sự trả giá nào là cao đối với chị để mà được có mặt tới đây và để bắt đầu với cái công việc này? Thì bắt đầu công việc này thì giống như chồng của em ở bên Vancouver thì cứ nói là anh thấy là mọi người cứ chia sẻ là muốn tự do về tài chính và thời gian thì phải làm công việc này, nhưng mà thực ra anh thấy là từ khi em vào công việc này giờ thì thấy em cứ đi suốt rồi, giống như là toàn thấy em bỏ tiền mua vé, mua sản phẩm, mua lọ kia. Nhưng mà theo cái sự hiểu biết của Thanh ấy, thì bất kể một công việc gì ấy, thì mình cũng phải trả giá, mình phải có sự đầu tư thì mình mới có được cái gì mình muốn. Cảm ơn chị, đó là một cái tư duy để thành công như hiện tại. Cảm ơn Katrina, cảm ơn các cô, các chú, các bác, các anh, các chị. Thank you chị Thanh. Một câu hỏi cuối cùng cho cô Hannah, cho em mượn microphone nhé. Con hỏi cô là background là một người khoa học gia, thì khi mà cô bắt đầu công việc này thì đương nhiên sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Thì con thấy rằng là hồi nãy cô có chia sẻ với con đó, là khi mà trở thành Ruby là giống như là mới ra trường mẫu giáo thôi, đúng không cô? Thì có thể là cô chia sẻ thêm một chút xíu với tất cả các anh chị ở đây đó, theo cái bước đường trên cái bước đường kinh doanh của cô đó, thì những cái chướng ngại vật nào mà rất là khó khăn đến với cô là một người khoa học gia đã làm rất là nhiều tiền trước đây và bây giờ phải bỏ, cô hoàn toàn bỏ hết để cô làm cái công việc này, thì cô có thể cho chúng con biết một chút xíu về cái quãng đường của cô đi được không?
Dạ vâng, thì có thể nói là mình xin nghỉ việc cách đây hơn 1 năm, 15 tháng rồi khoảng đó, để làm full time. Là tại vì mình tự dưng mình giật mình ra, mình nói tại sao mình để cho người khác quyết định là mình chỉ làm bằng đó tiền thôi, và đã, họ đã ngưng tăng lương mình cả 6 năm. Thì sau nhiều lần đi dự kiện của công ty, mình thấy những cái gương mặt rất là trẻ mà đã làm ra được cái lợi nhuận là 7 con số, thì mình ngồi đó mình cảm thấy mình I am the loser. Why can I not do that? Thì mình nghĩ là nếu mà Chúa còn cho mình sống trên trái đất này 10 năm nữa, hoặc là thì mình nếu mình đi khoa học xét nghiệm thì mình phải đi 10 năm nữa mới được về hưu, mà không thể nào tìm được 7 con số, phải không ạ? Mặc dù đã đạt được 6 con số. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai, mà nếu mà bỏ ra 10 năm nữa để làm một cái ngành nghề gì đó mà kiếm được 7 con số và để lại một đó là một cái lợi nhuận thụ động cho con cái mình, tại sao mình không làm? Thì mình đã bắt đầu can đảm ra đi cái ngành nghề cũ. Thì lẽ nhiên khi mà vừa biết được ra khỏi cái ngành nghề này thì có 4 anh em, thì cả 4 anh em đều tụ tập lại chống đối và nói mình là you need to get back to your real job. Okay. Dreamer. Okay. Thì cái đó thứ nhất, thì cái đó là cái mình phải vượt qua và phải vững tinh thần và phải giấu bà mẹ, tại vì nếu mà mẹ biết thì mẹ sẽ hớt tắt và chết. Không? Tại vì mẹ sẽ là cũng mẹ cũng nghe loáng thoáng là mấy chị em mình nó mất, hai nhỏ em gái nó mất, thì có một lần mẹ nói con đã nghỉ làm nhà thương rồi hả? Dạ không, con vẫn làm, mẹ nói dối nhá. Thì mẹ mới nói thì mẹ nói cho con biết là cái việc của con là không ai làm được, mà con đi xin con đi làm cái nghề thuốc bổ là ai cũng làm được hết, bộ con có điên không? Thì đại khái là như vậy. Thì cái đó là cái phải chống đối gia đình. Cái thứ hai đó là ngày xưa đó, 32 năm trời đó, mình làm việc thì những người mà mình giao du đó, nói tóm lại nhân viên, hàng ngày từ sáng tới chiều thì 10 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ là giao du với nhân viên của mình. Thì đa số là những cái gì mình nói từ cái mồm mình ra là người ta say yes, đúng không ạ? Bây giờ mỗi ngày đi ra là nghe no không ạ? Okay. Thì cái đó là cái mà mình phải đương đầu. Cái thứ ba nữa, rất khó khăn là mình phải bước ra, cái đó là mình đã bước ra khỏi cái comfort zone của cô rồi đó. Thì cái thứ ba nữa đó là rất khó khăn, mà cũng phải một thời gian mình phải adjust cái mind của mình. Mình phải calibrate cái mind của mình. Calibrate tiếng Việt Nam là gì cô không biết nha. Tức là mình thay đổi cái tư duy của mình bằng cách là phải tập cái tánh mà ngồi xuống làm chân được cho các chủ nào. Thì lần đầu tiên ngồi xuống đó, bắt đầu ngồi xuống làm chân cho một những chủ nào mà làm đá mua nên new hair đi kia. Thì phải để hình ảnh của 4 đứa con vô cái đầu thì mới ngồi xuống được. Thì đó là những cái khó khăn. Và cái thứ ba đó là và những ngày đi ra đó là cứ là để 4 đứa con trong đầu, tại vì đi ra là vô gặp thị trường nail là các chủ nail thường thường cũng rất là chảnh, thành ra sợ họ lắm. Wow. Và nếu mà các anh chị ai cũng có thể đào tạo được cái tư duy của mình giống như tư duy của một người khoa học gia Hannah Trần, hoặc là tư duy của một người một nội trợ là chị Thanh, hoặc là một người rất là thành công ở trong công việc với nhân chức, thì tất cả các anh chị. Ok mọi người, thì mọi người có hay nghe nói là chương trình càng về khuya thì càng hay có phải không ạ? Chính xác. Mình mới có bắt đầu thôi mà đã hay như vậy rồi. Thì mọi người nghĩ chút hỏi nó cũng hay hơn nữa phải không? Yes. Ok, good. Thì nãy giờ mọi người thấy được cái công việc, cái cơ hội, cái New Skin nó quá lớn đi. Thì cái chương trình, cái tiếp mục tiếp theo á, thì My rất là hân hạnh phải nói là được nói về người, giới thiệu về cái người này. Người này phải nói sao ta, lần đầu tiên mà mình nghe thông phần kho đó, cái người này là cái người đầu tiên là mình khóc sướt mướt trong công ty, khóc đến nỗi mà manager nó lại đây mày bị gì mà sao mày khóc dữ vậy. Tao đâu có đuổi việc mày đâu mà sao mày khóc. Tại vì cái câu chuyện của cái cô này á làm mình rất là cảm động, cho nên mình khóc rất là nhiều. Thì từ đó mình nuôi cái gọi là hâm mộ, thành một cái fan hâm mộ cái cô này, mặc dù chưa gặp bao giờ, chỉ nghe trên công hình kho, nghe mọi người nói rất là nhiều về cô này nhưng mà không có biết người này là ai. Thì My lúc đó là hâm mộ người này, và khi My được chính mắt thấy được và rờ được cái cô này đó,
thì mình càng nghe mình càng ngưỡng mộ cô thêm nữa. Tại vì cô này không những cô rất là giỏi về công việc mà cô, những cái sản phẩm của New Skin cô càng giỏi hơn nữa. Và những cái gì mà My cần thiết biết đến thì phải gọi cô này để hỏi hết. Thì cái mà hồi đó giờ My ở trong Katrina, cái mà My ghen tị Katrina rất là nhiều và thấy Katrina giỏi quá, nhưng mà cái mà duy nhất mà My ghen tị nhất nhất của từ Katrina đó là người đó là mợ của Katrina. Cho nên mình quyết định nói Katrina, mợ Katrina cũng là mợ của My. Cho nên để đó My sẽ gọi người này bằng mợ luôn. Thì My gọi người đó là mợ Trinh. Thì mọi người xin hãy cho một tràng pháo tay cho Lula Mình Trinh Nguyễn. Nói thôi, chương trình cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn Mimi về lời giới thiệu. Mimi giới thiệu làm Trinh cũng muốn khóc luôn. Thì về bác rau của Trinh á, cũng giống đa số các anh chị ở đây thôi, Trinh qua Mỹ á, thì được bây giờ là được 9 năm và làm nghề tóc và làm nghề nail. Trinh có 3 người con rất là dễ thương. Cho nên cũng giống như chị Hanna nói đó, Trinh làm tất cả mọi thứ là vì con của mình. Cho nên vì vậy mà Trinh mặc dù tiếng Anh không có biết, máy tính cũng không có rành, rồi cũng không có bạn bè ở đây, người thân thì ở hết ở bên Việt Nam, chỉ có gia đình chồng thôi. Nhưng mà khổ lắm anh chị phải không? 3 tháng đầu mình không có người thân ở đây, mà mình được mấy đứa em chồng thôi mà mình giới thiệu cho nó, cái nó tắt điện thoại luôn. Nó gặp mình là nó tránh luôn. Đó, nhưng mà vì 3 đứa con của mình cho nên mình nói thôi, kệ, cái gì mà không có giúp cho mình thành công thì mình cũng không có để trong lòng. Và cứ như vậy mình cứ bám nó hoài. Cứ bám hoài, bám hoài, bám hoài, bám 3 tháng rồi cũng bám được. Thì hôm nay đó Trinh rất là vui cũng như là rất là hạnh phúc để được chia sẻ với các anh chị về những cái kinh nghiệm mà Trinh đã trải nghiệm qua, cũng giống như đã giúp đỡ được rất là nhiều các anh chị trong thời gian qua. Và sau cái sự kiện, là sau cái buổi chia sẻ này đó, thì Trinh hy vọng là sẽ được giúp đỡ nhiều các anh chị mới ở đây ngày hôm nay. Tại vì Trinh biết ở đây có rất là nhiều các anh chị mới, cho nên về những cái vấn đề sản phẩm á, thì có thể anh chị sẽ bị không có biết phải xử lý như thế nào, thì có thể tag hoặc có thể Facebook. Nếu mà gọi Trinh không được thì tag vào Facebook và cũng có thể gọi cho Trinh ha. Thì người đầu tiên mà Trinh xin mời đó là mời Blue Diamond Andy Lau. Mấy chị giúp Trinh vỗ tay nha. Người thứ hai mà Trinh xin mời đó là mời anh Diamond Thiên. Người thứ ba mà Trinh xin mời đó là mời chị Diamond Thúy Phạm. Người thứ tư mà Trinh xin mời đó là mời Diamond Tùy Khẩu. Rồi bây giờ Trinh xin mời anh nha, em đi trước đi ha. Anh chị thấy là bây giờ thị trường nước Mỹ và nói riêng và thị trường thế giới, cái gì là vấn nạn của xã hội bây giờ? Béo phì. Béo phì phải không ạ? Bây giờ anh là trai rồi, hết béo phì rồi. Thì đó là một cái mà vấn nạn của xã hội bây giờ. Đồng thời đó các anh chị, thì đó là một cái sản phẩm mà đã thay đổi cuộc đời của rất là nhiều người Việt Nam của mình. Không những là thay đổi về hình thể, thay đổi về sức khỏe, mà đặc biệt đó là thay đổi về tiền. Tiền á, nó không phải là tất cả, nhưng mà tiền á, nó giúp cho các anh chị đạt được tất cả những gì các anh chị muốn. Các anh chị có muốn á, một ngày thôi mà các anh chị có thể nhận được một cái mức lương bằng một kỹ sư làm trong một năm không? Yeah. Yeah. Và bây giờ đó, Trinh sẽ mời anh em đi đầu chia sẻ về cái này. Trước khi anh em chia sẻ, trước khi anh em đi chia sẻ đó thì có một cái câu, Trinh nghĩ thôi để anh đi kể câu chuyện này đi. Trinh play cái video cho anh em đi. Anh mấy anh chị coi ha, cái này là sumo nè. Hai đồng. Ok, anh em đi có thể làm luôn không? Video vừa play anh vừa làm. Thì
Chào các chị, à, mình tên là em đi rồi. Đang nghe một chào có bay hả? À, lúc mà mình chưa có đai hợp tác thì cái hình ảnh mình như thế này. Lúc mà mình đai xong á là mình xong 90 ngày thì lúc mà mình đưa những cái hình ảnh bên này ra, mình chưa đưa video á, thì mọi người đều nói ồ anh giỏi gì computer, có lẽ anh edit và anh rút cái bụng mình, Photoshop làm cái bụng mình nhỏ lại. Lúc mà mình cũng thông minh chút xíu trước khi mình đai mình làm cái video. Quá thông minh, cảm ơn chị. Anh em thì có thể share, tại vì đây là một cái tình trạng, một cái hiện tượng mà rất là nhiều người muốn sử dụng. Ai cũng muốn mình có một thân hình sexy giống như vậy, phải không ạ? Yeah. Nhưng mà cứ lo lắng là không biết phải sử dụng như thế nào để cho có hiệu quả, đúng không? Và có thể nhờ anh em thì chia sẻ một gọn. TNID này thì của công ty nó đưa ra cái instruction cũng đã có rồi. Nhưng mà làm sao mình commit để mà làm đạt được đất giống như vậy thì mình phải tập thể dục hàng ngày, mình phải dùng sản phẩm hàng ngày. Đó thì mình không có cần vô tới detail đó, mình nói sơ một chút xíu về cái protein lúc mà nó chạy trong người mình đó, lúc mà mình phải tập thể dục nó mới build thành cái muscle. Nếu mà mình không có tập thể dục á thì càng ngày thì cái bụng của mình càng bự, đúng không? Thì mình làm sao commit là cái thứ nhất. Commit là không có dễ, đúng không? Hàng ngày mình làm hàng ngày á, nhiều khi á đó ra ngoài trong tháng đầu tiên á là mình không có xuống, tại vì á mỗi lần mình đi chia sẻ bạn bè nói that's okay, bữa nay một ngày thôi ăn nó sẽ okay. Đi tới ngày thứ hai bắt đầu á người bạn khác tiếp nói that's okay thêm một ngày nữa thôi. Ngày nào cũng that's okay nguyên tháng, không có lúc bao nào đó còn lên cao. Cho nên á là lúc mà mình commit á, mình đi tới đâu á mình cũng phải solid ha, rồi đi theo cái chương trình của công ty cũng phải tập thể dục thì mới được cái thân hình giống như vậy. Cảm ơn anh Andy. Mấy chị thấy á là cái việc mà mình thay đổi thói quen khó không? Yeah. Nhưng mà nếu cái này là không phải con số của anh Andy nha, nhưng mà ví dụ thôi. Nếu ví dụ như anh chị chịu thay đổi thói quen có một cái thân hình đẹp như vậy này, mà lần đầu tiên cái LTO của cái Tionite thì nó ra đó, anh Andy có một cái check là 50.000 đô thì anh chị có chịu thay đổi không? Yes. Và nếu sang lần thứ hai đó mà có 100.000 đô rồi trở thành team minute thì có thay đổi không? Yes. Yes. So mình phải thay đổi đúng không ạ? Dạ, thank you anh Andy. So, và bây giờ đó thì ở đây có ai bị hiện tượng đau đầu không? Đau đầu đông hay là migraine gì đó? Dạ, thì đây Trinh xin nhờ anh Thiên. Cảm ơn các anh chị. Em tên là Thiên Võ, đến từ Elk Grove, California. Và đây là cái chứng bệnh của em. Là trước đây á, trước khi tham gia Nuskin em có cái chứng bệnh là mỗi 1.5 tháng mình bị nhức đầu, mà nhức đầu đây là migraine. Thì cái migraine á, ở trong á đúng là cái búa đang đập mình vậy đó. Nhớ là hồi xưa mình đi học á, mình rất là khó để mà concentrate, để mà học. May đâu biết sao hối lộ hay sao có cái bằng. But anyhow, anyhow á, là sau khi tham gia Nuskin mình dùng cái gọi là H-Lock Vitality, là một cái chức năng đã giúp cho mình có cái thể lực, trí lực và cái sinh lý, nhưng mà ngoài ra thì giúp cho cái chứng bệnh nhức đầu của mình rất là nhiều, rất là nhiều. Cảm ơn các chị. Thank you, anh Thiên. Các anh chị ở đây, Từ có thể cúi xuống nhưng mở được không? Mấy anh chị thấy là Từ có giống như là không có hơi ít tóc không? Không. Đây. Oh, xin lỗi. Em tên là Từ Khổng, tới từ Orange County, California. Trước khi em như kia, hồi đó em cứng đầu lắm, cho nên bị như vậy đó. Hồi đó mình quen với Katrina. She làm công việc này, vẫn làm theo với her. Nhưng mà she bảo mình như càng ngày anh làm, em không biết làm sao mà tóc anh nó đi vacation hết rồi. Nên mình bảo, ủa, mình chẳng biết nữa. Cho đến khi mình đi cái chuyến Bermuda, công ty nó đài thọ cho mình đi chơi. Xong mình bảo nếu đi chơi xong nhân dịp đó mình propose luôn tại Bermuda. So mình propose xong, mình về nhà, mình nhìn mấy cái hình mình mới thấy cái đầu mình nó hói rồi. Không đâu ủa. Mình suy nói mà không tin, mà khi mình nhìn vô cái tấm hình của mình là mình bị hói rồi á. Mình với
tự nhiên mình bị hói. Xong lúc đó mình bảo ok em bảo anh xài gì vậy, đưa cho anh đi anh xài cho. Thì mình trong vòng một tháng, đây là cái kết quả của mình khi mình xài cái bộ Neutral Fitness và cái shampoo của nó. Và đồng thời trước khi đó mình có dùng Life Hack với Vitality trong người trước rồi. Và that's why mình nghĩ cái điều quan trọng nhất của cái tại sao công ty New Skin mình nó hay á, tại vì mình uống ở trong và đồng thời mình có cái sản phẩm nó hỗ trợ bên ngoài mình á, cho nên cái kết quả của từ nó được mau chóng như vào trong vòng đúng một tháng. Sau đây là kết quả của từ và đây là người ở đây. Rồi, có một cái mà nghe quen lắm, nhất là các cô, các bác hơi lớn tuổi một chút á, không biết dùng từ gì cho nó đẹp hơn nên là phải dùng. Nhất là các cô, các chú thì thường hay bị đau nhức vai, rồi đau nhức lưng, rồi đau nhức xương, rồi đau khớp. Rồi mấy chị làm nail cũng vậy đúng không ạ? Yeah, đây em xin mời. À, mời chị Thúy. Chào các cô chú, các anh chị. Em tên là Thúy Phạm, đến từ Sacramento, California. Thì nhờ với cơ hội New Skin thì em bắt đầu được dùng những cái sản phẩm. Có nghĩa là khi mình có nhu cầu dùng những cái sản phẩm mà New Skin có thì ngày em bắt đầu là em thay toàn bộ. Thì cái sản phẩm đầu tiên đó là em thay á, là tại vì em muốn là mình có một cái sức sống trẻ cho nên là mình dùng Vitality. Cái thứ hai đó là Merinomega và cái Cartilage là ở ngoài thị trường nó có cái tên gọi là Glucosamine á, thì em dùng thường xuyên rất là lâu rồi, có nghĩa là từ hồi em ở Việt Nam sang và em dùng trên 10 năm nay rồi. Thì tại vì gia đình em có bệnh thấp khớp di truyền từ bên ngoài, và em thì lúc mà sang Mỹ sang đứa con thứ hai thì không có cái thời gian rất là cực, không có được nằm úng một tháng như bên Việt Nam, và phải dậy đứng rồi ở nhà phòng trên lầu. Và cứ đứng bếp nấu ăn rồi dọn dẹp, tại vì lúc đó là ở nhà chung với một người chị, cho nên là đầu gối thì sau này nó rất là yếu. Thì lên cầu thang, rất là những lúc chạy trời đó, lên cầu thang mà đi mà không có để ý mà bước hai ba bước liền đó, thì nó sẽ rất là đau. Cái là phải bước từng bước rồi bước chân kia lên, giống như là một người già vậy đó. Rồi mẹ thì năm nay 82 tuổi, thì lúc đó mẹ khoảng 70, thì mẹ mới nói chứ mày còn, tao thấy mày còn già nữa ta. Thì tại vì đây là cái cũng như là mình còn trẻ, mình cứ y mình không có biết chơi, mình không có biết giữ gìn. Rồi thân hình thì cũng tròn trịa lắm chứ không phải là thon thả như bây giờ, thì cái đầu gối mình lại càng yếu hơn. Xong rồi hơi bị thấp cho nên lại phải muốn đẹp tí xíu thì phải lên bằng giày cao gót. Thì mỗi lần như vậy thì chân rất là đau, chân rất là đau. Cho nên là với cơ hội New Skin thì ba cái sản phẩm trên đây, bên cạnh đó em còn dùng nhiều nữa, em còn dùng thêm là Lipac Nano, T3, iFormula dùng nhiều lắm. Thì những cái này nó giúp cho cái đầu gối của mình bây giờ. Thì đây là những cái sản phẩm mà em phải dùng nó cho tới khi em chết. Có nghĩa là cái ngày nào mình còn đi trên hai chân của mình và mình muốn cái dáng của mình coi cho được thì mình phải dùng cái này. Đó là lý do bây giờ em mang giày cao gót. Và đang còn nhiều cái nữa, nhưng mà Trinh xin cảm ơn anh em Điền Thiên, chị Thúy và Từ rất là nhiều. Cho các anh chị một tràng vỗ tay thêm nữa. Thì theo các anh chị có con nhỏ rất là nhiều, và con của mình hay chạy, hay té và hay bị trượt, phải không? Ở đây có ai con cứ bị té, bị trượt giống như vậy? Thì đây là con trai út của Trinh. Thì tự nhiên nó phá lắm, lúc nào nó cũng bị thương hết trơn á. Thì bữa hôm nó chạy với nó trượt nguyên cả cái mặt xuống dưới đường, và Trinh xài cho nó Cervax Circuitan. Nó bị té đó là ngày tháng 3, ngày 17. Và cái hình Trinh chụp ngày đó ngày 25 tháng 7. Cho nên khi dùng Cervax Circuitan, không phải là trẻ em mà người lớn cũng vậy, bị bất cứ những vấn đề gì mà chảy da chóc vảy đó thì đã có Circuitan giải quyết. Và đây là một người em chồng của Trinh. Thì Huệ tham gia New Skin là vì cái cơ hội New Skin, là vì Huệ bị viêm gan B, bị viêm gan B rất là nặng, và bác sĩ nói là chỉ có thể sống được 20 năm. Và cái năm mà Huệ tham gia New Skin thì là khoảng chừng 19 năm sau. Và khi Huệ nghe nói đó là cái cơ hội New Skin có thể để lại được cho con cái của mình, và Huệ biết như vậy và Huệ đã tham gia New Skin. Thì khi Huệ tham gia New Skin là Huệ bị viêm gan B rất là nặng.
Lúc đó đi xét nghiệm bác sĩ đó là tháng 4 ngày 26 năm 2011 thì bác sĩ ghi dưới đây, chỉ make cho nó bự thôi. Thì có 204.700.000 con COVID viêm gan B. Và sau khi Huệ sử dụng cái bộ năm các anh chị, Lipac, Nano, về Thalidin, Đức Cấp, Rizimab, Tirin, thì chỉ sau đó là tháng 11 ngày 14 năm 2012 đó thì chỉ còn lại có 100. Cho nên với những cái thông tin này các anh chị cần á, ở trên Facebook có hết. Các anh chị có thể giúp rất là nhiều người. À, và đây là một người, một anh bạn, thì Trinh rất là cảm ơn anh này rất là nhiều, vì đây là một cái trường hợp mà không ai thích nói ra, nhưng mà anh anh Hùng Lê đó đã hy sinh để giúp đỡ rất là nhiều người. Thì anh bị bệnh trĩ rất là nặng, và mỗi sáng như vậy anh nói là anh phải ở trong nhà vệ sinh mấy tiếng, cả tiếng hay tiếng đồng hồ lần mới ra ngoài được. Và mỗi lần anh đi thì anh nói là rất là đau đớn, nhưng mà sau khi anh dùng sản phẩm Nu Skin rồi đó, gồm có Lipac, Nano, Vitality, GT và Probio đó, thì anh nói bây giờ anh đi anh cảm thấy rất là sung sướng. Thì ngoài ra bây giờ còn có những cái trường hợp ngoài da, nếu mà con gái hoặc các anh chị có bị mụn hoặc bạn bè đó, thì đây là cái bộ trị mụn, nó gồm có Clear Action, Marine Mud Mask. Người bạn này đó thì dùng thêm Enhancer và đồng thời dùng cái bộ ba ở trong. Rồi về da, bây giờ đó mấy anh chị là những người may mắn khi mà tham gia Nu Skin. Vì khi tham gia Nu Skin rồi đó, ở ngoài thị trường đó, một cái sản phẩm nào mà có thể giúp cho các anh chị giữ được cái tuổi thanh xuân đó là đã khó khăn lắm rồi. Nhưng mà đằng này đó các anh chị thấy không, Nu Skin đó không những giữ lại cái tuổi thanh xuân của mình, mà các anh chị có thể thấy hình ảnh này, thấy chị Linh có trẻ hơn không? Right? Yes. Mình càng ngày càng trẻ hơn, rồi càng kiếm được tiền, các anh chị thấy có sung sướng không? Yes. Ok. À, đây là người bạn trai tri kỷ của Trinh. Tại vì hồi trước á, ông xã của Trinh là da thì như vậy và bụng thì cũng tương tương tự như anh em đi, nhưng mà có một cái đó là chiều cao á, thì khiêm nhường hơn anh em đi chút chút. Cho nên là nhìn rất là tròn trịa. Nhưng mà sau khi anh sử dụng cái bộ Tionite thì cộng với những cái sản phẩm bên ngoài đó, thì bây giờ không những anh có một cái thân hình thin, giống thin lắm, tại vì nhỏ nhỏ nữa cho nên rất là thin, thì da cũng thay đổi luôn. Cho nên nếu mà anh chị nào mà bị mụn, mà bị da rỗ, mà bị da dầu, da dày đó, thì bây giờ đã có giải pháp cho các anh chị ha. Rồi trường hợp này Trinh muốn nói nhiều hơn một chút xíu nè, là bị nám. Hồi trước á, là lúc nào bị nám á, Trinh cũng giới thiệu cho các anh chị xài cái bộ Try Face It White. Nhưng mà đó 100 người á, là 101 người là kêu khi xài Try Face It White xong cỡ chừng 2 tuần thì da nám nó đen hơn. Và như vậy đó thì khách hàng họ cảm thấy nếu mà là distributor đó thì họ còn tiếp tục sử dụng tiếp là vì cái cơ hội. Cho nên họ có cái cơ hội để thay đổi da. Tại vì Try Face It White đó, lúc nào nó thay đổi đó, nó làm cho cái nền da của mình sáng lên. Cho nên những cái nám và những cái đốm này nè, nó sẽ đậm hơn, mình nhìn mình cảm giác nó đậm hơn. Thì những người khách hàng họ không có chịu xài nữa. Thì sau đó Trinh thấy cái trường hợp này hầu như là gọi cho Trinh mỗi ngày vì cái trường hợp nám. Thì lúc đó Trinh mới đi ra ngoài thì tình cờ thôi, Trinh không có biết là cái này nó có cái khả năng. Thì tình cờ Trinh mới làm cái demo. Thì Trinh làm demo, Trinh dùng Clear Action, Trinh làm demo. Rồi Trinh dùng cái Creamy Hydrating Mask, Trinh mix với cái Vitality, Trinh đắp lên, sau Trinh rửa ra thì Trinh bỏ Too Faced thì hai cái da nó khác nhau. Cái nám với cái đồi mồi nó khác hẳn luôn. Thì Trinh được học á, là từ Đại Hàn á, là cái Vitality mix với cái Creamy Hydrating Mask á, nó làm cho da của mình sáng lên. Và từ đó đó thì khi mà những người gặp Trinh mà hỏi bị nám thì Trinh không có giới thiệu Try Face It White nữa, mà Trinh giới thiệu cái bộ Element cộng với True Face và Creamy Hydrating Mask. Nếu mà da khô như vậy đó thì có thể dùng thêm cái Exfoliate Scrub. Okay. Cho nên đây là cái trường hợp rất là nhiều, hầu như Trinh nghe mỗi ngày luôn về cái trường hợp nám. Và bây giờ là đó là cái bài chia sẻ về sản phẩm của Trinh, mong rằng có thể giúp cho các anh chị một phần nào đó trong việc bắt đầu với cơ hội này. Thank you. Cơ hội quá hay, sản phẩm cũng quá tuyệt vời rồi. Mọi người còn cần cái gì nữa không?